Muốn, ta, ta nằm mơ cũng muốn, được thế. Trên mặt của Sở Thanh Mặc lập tức xuất hiện vẻ kích động, Phong Giang Hải thản nhiên nói. Bây giờ cơ hội của cậu đến rồi đấy, chỉ cần làm xong chuyện này, như thế sau này ta sẽ đích thân dẫn dắt cậu, đến lúc đó, cho dù là những ca ca tỷ tỷ của cậu có muốn gây bất lợi cho cậu cũng không có cơ hội, càng không có lá gan đó. Đôi mắt Sở Thanh Mặc đỏ lên, giả vờ sắp quỳ xuống với Phong Giang Hải, Phong Giang Hải khoát tay chặn lại, dùng lực nhẹ nhàng nâng Sở Thanh Mặc không cần làm nghi thức xã giao đó, cậu chỉ cần làm tốt chuyện này là đủ rồi. Nói xong, thân hình phong giang hải chợt lóe, lập tức biến mất trước mặt sở thanh mặc. Sở thanh mặc cầm khối ngọc ngẫm nghĩ một chút, đẩy cửa, vào ra nhà tù này. Nhà tù không lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn bao quát rồi, nơi cuối cùng có một cái gường gỗ, có một nữ tử đang nằm, nhìn thân hình và quần áo thì chính là Phương Lan. Nhưng sở thanh mặc vẫn dùng thương khung thần dám nhìn thoáng qua người này. Nguyên Anh Sơ Kỳ, Nam, thương cung thần dám cho ra tin tức khiến trong lòng sở thanh mặc lập tức lạnh lẽo giờ hắn mới hiểu được mình trăm phương nghìn kế vào hắc lao này sớm đã trúng kế của phong giang hải trước đó có người cố ý lộ ra tin tức phương lan bị nhốt trong hắc lao chính là vì hấp dẫn mình đến sau đó lại phái người giả vờ đưa cơm càng vì mê hoặc mình thôi làm mình nghĩ lầm phương lan thật sự bị giam ở đây chẳng qua phong giang hải cũng không nghĩ tới sở thanh mặc cũng có thủ đoạn cao minh như vậy trong lòng sở thanh mặc tính toán một chút sau đó ngồi đàng hoàng ở đó dù sao Phong Giang Hải đã nói phạm nhân bị phong ấn, cũng không có khả năng tỉnh lại nói chuyện linh tinh. Như thế thì hắn chỉ cần yên lặng ngồi ở đây là đủ rồi. Sở Thanh Mạc cũng cần có thời gian để biết rõ ràng xem Phương Lan vớt cuộc bị giam ở đâu. Hắn cũng muốn hiểu rõ hỏa long vôi kia là thế nào. Bản thân mình cần dùng thủ đoạn gì mới có thể thu phục được hỏa long vôi, sau khi thu phục được rồi thì có lợi ích gì. Đồng thời, Sở Thanh Mạc còn cần nghiệm chứng một việc, chính là hai người Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung, rốt cuộc có phải đã bán đứng hắn rồi không? nếu hai người kia thật sự bán rẻ hắn, như vậy, hắn cũng có đầy đủ thời gian chạy trốn từ đây, cùng lắm thì, đổi một thân phận khác. Dù sao không quậy cho linh vận môn này đến long trời lở đất thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua, sở thanh mặc lặng lặng ngồi trong này hơn nửa canh giờ, bất chợt, có người trực tiếp đến mở cửa ra. Sở thanh mặc ngẩng đầu, thấy phong giang hài mặt không biểu cảm thì cuốn quyết đứng lên. trưởng môn Không có gì, ta tới xem một chút thôi. Phong Giang Hải trầm giọng nói xong thì nhìn quét trong phòng một vòng, sau đó đi luôn. Trong lòng của Sở Thanh mặc thở phào một cái, tên tu sĩ Nguyên Anh đỉnh này lòng nghi ngờ quá nặng, thực sự khiến hắn nhìn đủ rồi. Đồng thời Sở Thanh Mặc cũng cảm giác được Phong Giang Hải ở chỗ Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung hẳn là không có thu hoạch gì. Nói cách khác, hai người kia không bán đứng hắn. Sự thật cũng là như thế, Phong Giang Hải vừa mới rồi thật sự là đi gặp Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung, cũng nhìn thấy hộp đồ ăn mà Sở Thanh Mặc để lại nơi đó. Nhưng hai người kia đối với sự xuất hiện của gã hoàn toàn không thèm nhìn tới, kệ vấn đề của gã thế nào đều không trả lời gã một câu. Thật ra qua nhiều năm như vậy, Phong Giang Hải cũng sớm đã quen với những trường hợp như này rồi, gã cũng không trông mong hai người kia trả lời gã. Nhưng thật ra đối với hai người kia cùng với việc Chu Thanh Vân xin cơm, Phong Giang Hải trong lòng ít nhiều thấy hơi kỳ quái. Nhưng mà nghĩ lại cũng không kỳ quái lắm, vì hai người kia đã mấy trăm năm, không ăn bất kỳ thực vật gì của nhân gian rồi. Điểm đáng ngờ đó được giải trừ phong giang hải vẫn không thật sự yên tâm với sự thanh mặc cho nên mới sau hơn nửa canh giờ lại quay trở lại nhưng mà bây giờ phong giang hải đã hoàn toàn yên tâm gã rời khỏi đó là bởi vì gã còn có chuyện quan trọng hơn phải làm gã phải luyện một viên nhập thần đan trước đó phong giang hải dùng công phu sư tử ngoạm với huyết ma giáo muốn tài nguyên công pháp vũ khí tâm pháp huyết ma giáo trả thẳng cho một nửa nhưng một nửa tài nguyên này đã đầy đủ để cho phong giang hải luyện được một viên nhập thần đan rồi cái gọi là nhập thần đan ở linh giới này thuộc loại đan dược cao cấp nhất, gần như không ai có thể thành công luyện ra được. Nhưng trong tay Phong Giang Hải lại có thêm phương pháp luyện nhập thần đan. Năm đó tổ tiên của Phong Gia dựa vào bản lĩnh đó mới thành công phi thăng lên tiên giới. Sau này gã có phương pháp luyện đan nhiều thế hệ truyền cho con, cháu vợ cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều năm như vậy, Phong Gia vẫn nắm trong tay căn cơ của linh vận môn. Bởi vì toàn bộ linh vận môn, bí mật lớn nhất vẫn nằm trong tay của Phong Gia. Phương pháp luyện nhập thần đan này thật ra lấy từ Hoàng Long đây là bí mật lớn nhất của phong gia cũng là bí mật lớn nhất của linh vận môn phong giang hải biết rõ sự cường đại của huyết ma giáo trong lòng cũng vô cùng kiêng kỵ làm người kiêng kỵ với người khác đến trình độ nhất định chỉ có hai kết quả một loại là trốn thật xa một loại là giết người phong giang hải không muốn lựa chọn giết người cũng không dám nếu gã không biết lai lịch của huyết ma lão tổ thì đại khái sẽ chọn giết người nhưng gã lại biết rõ cho nên gã muốn chọn trốn đi thật xa một khi luyện thành công nhập thần đan như thế việc gã vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên giới sẽ tăng tỷ lệ lên ít nhất chắc chắn 7 phần. Hơn nữa căn cơ của gã chẳng khác nào đã nắm chắc 10 phần trở lên, gần như là tuyệt đối không có sai sót. Đến lúc đó, gã chỉ cần thành công phi thăng lên tiên giới, coi như là hoàn toàn đoạt tuyệt quan hệ với chuyện này. Đến lúc đó cho dù huyết ma gáo thẹn quá thành giận, muốn gây sự với linh vận môn cũng không muốn vì chuyện này mà trả giá cao. Dù sao linh vận môn cũng chẳng phải là một con cá ngon lành gì huyết ma giáo dù hống hách thế nào cũng không thể ngăn chặn người ta phi thăng đến tiên giới chứ cảnh giới tới rồi thì không áp chế nổi cũng không phải chuyện mà người ta có thể làm phong giang hải đúng là có chủ ý đó hôm nay tứ tổ lưu thiên phong của huyết ma giáo lại thúc giục tình thế đã gấp gáp hơn rồi nếu vẫn không thể quyết định nếu chẳng may đến mức để lão tổ của huyết ma giáo tự mình ra tay thì gã có khả năng là không còn bất cứ cơ hội nào nữa cho nên phong giang hải cuối cùng cũng hạ quyết tâm muốn phi thăng trước một bước sở thanh mặc ở trong phòng giam kia một lúc lúc này phương lan nằm ở đó lại mở miệng nói chuyện người là chu thanh vân sở thanh mặc ngay lập tức bị dọa cho nhảy rừng đứng thẳng lên kinh hãi nghi hoặc nhìn phương lan vừa xoay người nhìn mình vừa thấy thế lập tức nhìn ra sự khác biệt tuy là người này dịch dung tới trình độ rất cao nhìn qua thì chính là một mỹ nữ yêu kiều nhưng trên thực tế dung mạo người này sau khi dịch dung cũng có tám chính phần tương tự với phương lan nhìn qua dường như rất giống nhưng sở thanh mặc lại vô cùng quen thuộc với phương lan liếc mắt nhìn một cái có thể nhìn ra được vấn đề rồi Chẳng qua là nếu như dưới tình huống không biết gì cả lại còn gấp gáp nữa, cho dù là Sở Thanh Mặc muốn trực tiếp giải cứu Phương Lan ra ngoài thì cũng vô cùng có khả năng bị người này lừa được. "Ngươi, ngươi không phải là phạm nhân sao? Tại sao ngươi lại là đàn ông?" Sở Thanh Mặc lui về phía sau hai bước, mặt hoảng sợ nhìn người ở trước mặt. "Ha ha, không phải sợ, người một nhà với nhau cả." Nữ nhân trước mắt tươi cười kiều mị, nhưng mà âm thanh nói ra cũng là thanh âm của một người đàn ông, làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Sở thanh mặc cũng ngược một cái, sau đó nói. Làm ta sợ muốn chết, rốt cuộc ta cũng hiểu rồi, thủ đoạn của trưởng môn thật là cao minh, thật lợi hại. Đương nhiên, người đó nhìn thoáng qua sở thanh mặc, sau đó khẽ cười nói. Ta sở dĩ đi tiếp đón ngươi chính là sợ lục thiên minh kia có xuất hiện thì lúc ta ra tay với hắn, ngươi sẽ nghĩ nhầm ta là nữ nhân kia, sau đó ra tay với ta, quấy nhiễu chuyện này. Ngài yên tâm, bây giờ ta biết rồi, nhất định sẽ phối hợp tốt với ngài." Sở Thanh Mặc vẻ mặt cung kính. "Không cần ngươi phối hợp gì cả, chỉ cần ngươi không làm gì là được rồi." Người này vẻ mặt tự tin nói. Sở Thanh Mặc liên tục gật đầu, sau đó nói, "Nếu ngài đã ở trong này, vậy nữ nhân kia bị trưởng môn giết rồi sao?" "Chưa." Người này đã coi Sở Thanh Mặc là người của Linh vận môn, trong lòng cũng không còn đề phòng, hơn nữa ở chỗ này chờ đợi là một chuyện rất nhàm chán nên cũng bắt đầu bà tám tán gẫu với sở thanh mặc nếu không ngày thường y cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn loại đệ tử ngoại môn đang ở chúc cơ kỳ này nữ nhân kia bị nhốt ở phòng của ngoại môn nữ đệ tử chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất trưởng môn rất cơ chí biết rõ lòng người cho nên nữ nhân kia bị giam ở đâu chắc chắn lục thiên minh không nghề ngờ tới sở thanh mặc gật gật đầu ánh mắt hiện ra vài phần sùng bái trưởng môn quả thực là lợi hại vậy dưới này thật sự có hỏa long à không nên nói lung tung. người này sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc cảnh cáo. nơi này là nơi bí mật nhất của linh vận môn, về chuyện lão tổ hòa long quyết không được đề cập với bất kỳ ai. hơn nữa, người tốt nhất cũng không được đề cập tới. nếu chọc giận lão tổ hòa long sẽ giáng tội xuống dưới, người cũng gánh không nổi. trước đó ta đã nghe người nói chuyện với trưởng môn rồi, hai người trong phòng giam kia chính là ví dụ đấy. vẻ mặt sở thanh mặc như đang nghe dạy bảo. tiền bối có thể kể chút chuyện của hai người kia cho ta nghe không? ta cảm thấy họ thật đáng thương. Đáng thương, người này cười cười một tiếng. Người cơ bản là không biết năm đó xảy ra chuyện gì lại còn nói họ đáng thương. Ta, ta chưa từng nghe nói tới bao giờ. Sở thanh mặc yếu ớt nói. Người đương nhiên là chưa nghe nói rồi, bởi vì đây là chuyện giàn pha lớn nhất ở linh vận môn. Năm đó người biết chuyện này đều bị hạ phong khẩu lệnh, bây giờ kỳ hạn phong khẩu lệnh tuy là đã qua nhưng chuyện này cũng đã biến mất trong dòng sông lịch sử chảy vô tận của linh vận môn rồi người này thản nhiên nói vậy tiền bối có thể nói cho ta nghe một chút không sở thanh mặc với vẻ mặt ham học hỏi thôi được hôm nay cho người được mở mang kiến thức người này bị thái độ cung kính của sở thanh mặc làm cho vui vẻ hơn nữa cũng đang nhàm chán nên nói chuyện với sở thanh mặc hai người này một người tên là tiếu vạn quân một người tên là lý phương trung Nói về bối phận thì đều là sư bá của ta. Năm đó hai người họ sánh với trưởng môn phong bất biến sư bá được xưng thành Tam Anh Linh Vận, cũng coi như là thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Tu sĩ cảnh giới nguyên anh ở Linh Vận Môn luôn luôn là người đệ nhất ở phong gia này, thân phận bí ẩn ít người Linh Vận Môn biết. Tên này biết khá nhiều bí mật, sở thanh mặc nghe y kể cùng với cách nói của Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Dung chứng minh qua lại, phát hiện ra chuyện do Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Dung nói đa phần đều là thật duy nhất có chuyện không khớp cũng là chuyện ba người cùng nhau thăm dò hắc lao này hai người tiếu vạn quân và lý phương trung năm đó tuy là cùng sư bá bất biến được xưng là tam anh linh vận nhưng trên thực tế hai người này đều không để sư bá bất biến vào mắt theo họ vị trí trưởng môn khẳng định là một trong hai bọn họ vấn đề duy nhất là thân phận của sư bá bất biến là thiếu chủ của của linh vận môn cho nên hai người họ đã muốn hại chết sư bá bất biến vì thế giật dây sư bá bất biến cùng nhau đi thăm dò hắc lao này sau đó lại giật dây sư bá bất biến đi động vào cái chén kia. Sở thanh mặc nghe thế, trong lòng âm thầm run rẩy, tự nhủ thật đúng là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, cách nói của hai bên vừa khéo lại hoàn toàn ngược nhau. Bọn họ tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng sở thanh mặc nghĩ tiếp, ngoài miệng lại là giọng điệu thay phong bất biến thể hiện sự bất công, người kia gật đầu, thở dài một tiếng. Cho nên nói chuyện này năm đó, chính là chuyện rèm pha lớn nhất ở linh vận môn trăm ngàn năm qua đều chưa hề có chuyện như này. Anh em trong nhà bất hòa đó, bọn họ tính kế sư bá bất biến nhưng sư bá bất biến cũng không phải đồ ngốc, một bên phối hợp với họ, một bên ngược lại quay lại tính kế hai người họ. Bởi vì Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung cũng không biết sư bá bất biến vẫn luôn có ước định với lão tổ hoàng Long. Sở thanh mà không biết nên nói gì, người đó lại nói. Sư bá bất biến khi đó tuy là thiếu chủ cao quý nhưng nếu muốn trở thành trưởng môn thì nhất định phải xử lý Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung nhưng bởi vì nhớ trước tình đồng môn nên vẫn không xuống tay với họ, ai biết lúc đó họ lại tự mình tới cửa. Khóe miệng sở thanh mặc giật giật, nói. Cho nên chuyện này mới được cho là chuyện rèm pha lớn nhất ở linh vận môn, không người nào dám nhắc tới, phải không? Đúng vậy, bởi vì sư bá bất biến, khụ khụ, thật ra cũng không coi ra gì cả, không thể để người khác muốn hại ngươi mà ngươi lại thờ ơ được. Người này nói xong sau đó nói tiếp. Lại nói, sư bá bất biến đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, cũng không thật sự đưa họ vào chỗ chết. nếu không, họ làm sao có thể kéo dài hơi tàn đến ngày hôm nay? nói cũng đúng. vẻ mặt của sở thanh mặc tức giận nói. thiệt cho ta lúc đó còn thương hại họ, đưa cơm đưa đồ ăn cho họ, không thể tưởng được họ lại là người như thế, thật sự là đáng chết. aiz, chuyện của mấy trăm năm trước rồi, hai người kia bị hành hạ mấy trăm năm, sư bá bất biến từ lâu đã phi thăng lên tiên giới họ coi như là đã nhận lấy sự trừng phạt ở nơi này rồi. Người đó lắc đầu cười. Cho nên nhớ kỹ, về sau nhất định không được dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, trên con đường tu hành này, nhân từ rồi thông cảm đều giả dối cả, chỉ có ích lợi mới là vĩnh hằng. Người này nói xong nhìn sở thanh mặc lắc đầu. Ôi, ta với tiểu tử, tử ngươi nói nhiều như vậy làm gì chứ, thôi, ngươi tiếp tục ở đây chờ, ta tiếp tục giả vờ chết, có mẹ nó, cũng không biết tên khốn lục thiên minh kia khi nào mới tới. Người đó nói xong thì tiếp tục quay đầu lại giả vờ bộ dạng như bị phong ấn, nằm ở đó không nhúc nhích. Sở thanh mặc nhìn bóng lưng của y, do so dự một chút, trong lòng thở dài, thật xin lỗi, tuy là ngươi có thể cũng không phải là người hung ác, tuy là giữa chúng ta chỉ có lập trường bất đồng thôi nhưng cũng là do người muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể ra tay trước mới chiếm được lợi thế thôi. Hơn nữa, nếu không giết người, tiếp theo tất cả mọi chuyện ta cũng không thể làm. Nghĩ thầm trong lòng, sở thanh mặc lập tức phát ra một luồng khí tức cường đại trực tiếp tràn ngập gian nhà tù nhỏ này tu sĩ nguyên anh giả dạng vương lan nằm ở đó hình như phát hiện ra vừa muốn phản ứng thì đã quá muộn ánh sáng của thí thiên chợt lóe tu sĩ nguyên anh sơ kỳ giả dạng vương lan nằm đó trong nháy mắt đầu một đời thân một nẻo tia sáng lóe lên chặt đứt eo người này vô cùng chuẩn xác chém tu sĩ nguyên anh thành hai nửa người nói đúng nhất định không được dễ dàng tin tưởng bất cứ ai nhân từ rồi thông cảm gì đó đều là giả dối Sở Thanh Mặc nhìn màn máu tanh trong phòng giam, thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Chém tên tu sĩ Nguyên Anh này rồi chỉ sợ Phong Giang Hải rất nhanh sẽ nhận ra, cho nên hành động kế tiếp nhất định phải nhanh. Chỉ có điều, khi Sở Thanh Mặc đi ra khỏi nhà tù này lại thấy Hỏa Long Bôi phía trong không gian lớn kia thì hơi động lòng. Trong lòng tự nhủ thương cung thần dám nhắc nhở mình nói Hỏa Long Bôi này có thể thu phục được, như thế thì có nên đi thử một chút không nhỉ? Trong lòng Sở Thanh Mặc nghĩ thế, nhanh chóng quyết định luôn, phú quý chỉ có thể có được từ trong gian khó. Tuy là còn chưa rõ hỏa long bôi này cụ thể có tác dụng gì nhưng nó là một bảo vật vô cùng cường đại, điều này thì không thể nghi ngờ. Sở Thanh Mặc bay thẳng đến phía hỏa long bôi kia, khi bay lên giữa không trung thì cảm giác được một luồng khí tức cường đại phát ra từ trong hỏa long bôi. Tiếp đó, luồng thần niệm lạnh như băng và hùng mạnh đánh thẳng vào trong tinh thần của Sở Thanh Mặc. Trên người của người có khí tức của ngũ hành, phong hàn thủy quả nhiên là không lừa ta. Ngươi chính là người đã ước định với hắn năm đó, ngươi được phái tới cứu ta khỏi đây đúng không? Trong lòng Sở Thanh Mặc lập tức cả kinh, thầm nghĩ, Phong Hàn Thủy là ai, chẳng lẽ là lão tổ Khai Sơn của linh vận môn này, còn nữa, những lời này của nó là có ý gì, cái gì mà ước định năm đó phái tới cứu nó khỏi nơi này. Cũng may phản ứng của Sở Thanh Mặc cũng cực nhanh, hắn lập tức thản nhiên nói. Ta tới cứu ngươi rời khỏi đây là không sai, nhưng không liên quan gì tới Phong Hàn Thủy cả, Hỏa Long, ngươi bị người ta lừa rồi. Cái gì? thần niệm lạnh như băng kia nháy mắt đã bắt đầu luống cuống phát ra sự dao động gần như là muốn cho sở thanh mặc người tương đối yếu ớt thấy được tinh thần thức hải sắp sụp đổ ở thời khắc mấu chốt trong thân thể của sở thanh mặc truyền tới một sức mạnh thần bí một tia hảo quang kim sắc chợt lóe lên lập tức đuổi uy áp mạnh mẽ đến cực hạn của hòa long ra khỏi tinh thần của sở thanh mặc sở thanh mặc trong nháy mắt đó dường như cảm nhận được trong thần niệm của hòa long truyền ra một sự sợ hãi rất mạnh ngươi ngươi là thần niệm của hỏa long trở nên nghi ngờ không yên thậm chí không dám lần nữa trực tiếp để thần niệm đi vào trong tinh thần thức hải của sở thanh mặc mà hóa thành thanh âm phát ra trong không gian thật lớn này sau đó hỏa long không đợi sở thanh mặc trả lời đã trực tiếp từ trong hỏa long bôi hiện ra thân hình của mình đó là một con hỏa long thân hình hơn vạn trượng cả người hừng hực lửa đang thiêu đốt màu đỏ sậm kia tràn trề màu sáng bóng trong ngọn lửa ẩn hiện ánh sáng lạnh lão như kim loại Đầu của hỏa long ngừng lên thật cao một đôi long nhãn rất lớn nhìn chăm chú vào thân hình của sở thanh mặc có thể coi như giống con kiến khi so với nó. Người rất kỳ lạ. Miệng hỏa long phun ra tiếng người, nhìn chăm chú vào sở thanh mặc. Trên người của ngươi tại sao lại có thể có khí tức như này, hay là, người là tộc nhân với những người đó, nhưng bọn họ, bọn họ không phải đã đi rồi sao? Đôi mắt lớn của hỏa long lóe lên vẻ nghi hoặc, lầm bầm một câu, sở thanh mặc vẫn luôn duy trì sự trầm mặc, thật ra hắn rất muốn hỏi một câu, người rốt cuộc biết những gì chứ? Nhưng hắn biết, cho dù hắn có hỏi thì hỏa long này cũng sẽ không nói cho hắn biết nhìn bộ dáng kiên kỵ kia của nó là có thể biết đây tuyệt đối là một chủ đề cấm kỵ không dễ dàng đề cập tới thôi đi không nghĩ nữa tiểu tử ta hỏi ngươi câu nói ngươi vừa rồi nói là có ý gì gì mà ta bị người ta lừa chứ hỏa long nhìn sở thanh mặc mặc dù không phóng ra long uy về phía sở thanh mặc nhưng thân thể to lớn như ngọn núi này vẫn khiến cho người ta có áp lực khó tưởng được sở thanh mặc cũng không ngoại lệ đương nhiên là có thể cảm nhận được áp lực vô hình này Tuy là không ai quy định hình thể càng lớn sinh linh lại càng mạnh, nhưng ít ra loại tấn công thị giác này thì không thể tránh được. Có ý gì ư? Ừ. Ha ha, có ý gì chẳng nhẽ người nghe không hiểu sao? Ta nói người bị người ta lừa lại còn cam tâm tình nguyện canh giữ ở đây nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc trên lưng cọng cái danh tranh giành môn phái trong hình giới. Sở Thanh Bạc Thản nhiên nói: Ta không rõ năm đó các người ước định cái gì nhưng ta gần như có thể xác định ngươi bị lừa rồi. Nói bậy thanh âm của hỏa long trở lên kích động thân hình lớn như quả núi kia trượt lung lay vô cùng đáng sợ phong hàn thủy coi ta giống như thần linh làm sao hắn dám lừa gạt ta ha ha sở thanh mặc cười lạnh một tiếng không trả lời ngươi nói thật cho ta cặp mắt to của hỏa long nhìn chằm chằm sở thanh mặc nếu ngươi không thể cho ta một câu trả lời hài lòng thì ngươi nhất định phải chết cho dù ngươi thật sự có quan hệ với những người đó nhưng ở nơi này giết người không phải là loài người thì cơ bản là không phải vấn đề sở thanh mặc nhìn hỏa long có bộ dạng ngoài mạnh trong yếu trong lòng thầm suy nghĩ xem ra năm đó tổ tiên của phong gia có ước định với hoàn long đối với hoàn long có ý nghĩa rất quan trọng nghe ý tứ trong lời nói vừa rồi của nó dường như là có liên quan đến tự do của nó nghĩ thầm như thế trên mặt của sở thanh mặc hiện ra một nụ cười thản nhiên hỏa long tiền bối ngài uy hiếp một vãn bối không chút uy hiếp nào đến ngài như vậy hơn mất thể diện đó đừng nói những thứ vô dụng nữa bây giờ ta chỉ muốn biết ngươi dựa vào đâu mà nói người phong ra lừa gạt ta thanh âm của hỏa long lạnh dần thân thể bắt đầu muốn đứng lên vải sáng bóng lóe lên ánh kim loại kia trên mỗi một mảnh ẩn chứa năng lượng và sát khí rất lớn được ngươi đã muốn biết là tại sao ngươi lại bị lừa thì sở thanh mặc trầm ngâm sau đó nói rất đơn giản ngươi nói lại ước định năm đó của các ngươi với ta một lần bao gồm cả lý do sinh linh hùng mạnh nhưng ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này Sở thanh mặc nói xong, nhìn hỏa long dường như đang muốn tức giận thì thản nhiên nói. Nếu ngươi thật sự muốn lần nữa có được tự do thì nên thành thật mà nói cho ta biết, hỏa long tiền bối à, mấu chốt để cứu ngươi là người có khí tức ngũ hành đúng không? Như vậy thì cho dù ta có phải người giao phong hàn thủy phái tới hay không thì hẳn là ta cũng có thể cứu ngươi ra ngoài, có đúng không nào? Hỏa long nghe xong cũng không khỏi ngây người sừng sốt, lập tức nghĩ đến dường như thật sự là như thế, tâm trạng bực bội của nó trong nháy mắt đã bình tĩnh lại hỏa long mắt lại nhìn thoáng qua sở thanh mặc sau đó nói được ta có thể kể cho ngươi chuyện năm đó nhưng ngươi phải thề nhất định phải mang ta rời khỏi đây ta sẽ dẫn ngài rời khỏi đây nhưng mà ta cũng cần biết từ đầu đến cuối của chuyện này ngài nhất định phải thề ngài nói đều là sự thật không được lừa ta sở thanh mặc nói ta cũng không muốn cứu một sinh linh hùng mạnh lại vô cùng hung ác rời khỏi nơi này hỏa long trầm mặc một lúc sau đó chậm rãi nói được rồi ta có thể thề. Sau đó, Hỏa Long dùng tôn nghiêm của Long tộc để thề bản thân sẽ không lừa gạt Sở Thanh Mặc, mỗi một câu nói đều là lời nói thật. Lúc này Sở Thanh Mặc mới yên lòng, thật ra trong lòng hắn cũng có tính toán khác nữa. Hắn ở linh giới này căn cơ chưa vững, thế đơn lực cô, nếu như có thể có một con Hỏa Long vô cùng hùng mạnh giúp đỡ trấn thủ thì hắn thậm chí có thể mang mấy người dưỡng nhất nương đến bên mình, sau đó có thể yên tâm đứng ra tổ chức một thế lực, không cần e ngại bất cứ ai uy hiếp nữa bởi vì dựa vào hỏa long thì ở nơi linh giới này hẳn là không có bất kỳ sinh linh nào là đối thủ của nó cho nên sở thanh mặc muốn lừa hỏa long đi theo mình hỏa long nhìn sở thanh mặc trầm giọng nói ta vì một vài nguyên nhân nên bị phong ấn trong cái chén này à sở thanh mặc nhìn hỏa long trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là lý do gì có thể trực tiếp phong ấn một con rồng hùng mạnh như này ở trong một cái chén rượu đây là một việc làm cho người ta vừa tức giận vừa đau khổ còn là một chuyện cũ rất xấu hổ hỏa long lúc nói những lời này thì đôi mắt rồng to đùng kia hiện ra tia sáng khủng bố dữ tợn sau đó sở thanh mặc từ miệng hỏa long nghe được một bí mật năm xưa vốn là hỏa long sinh ra ở thiên giới là một thành viên trong long tộc lúc còn trẻ ở trong long tộc thậm chí là trong toàn bộ thiên giới cũng có được tiếng tam không nhỏ bình thường thời điểm hỏa long đạt tới tuổi trung niên cũng là thời điểm nó bước lên đỉnh cao cuộc sống nhưng mà ngày đó cũng vì một cuộc đấu mà phải ngừng lại đó là một đối thủ hùng mạnh, ta tuy là rất hận hắn, hận không thể bầm thay hắn thành vạn đoạn nhưng lại không thể không thừa nhận hắn rất lợi hại, so với ta còn lợi hại hơn nhiều. Hỏa Long trầm giọng nói. Cơ thể của hắn dũng mãnh hơn cả thân thể của Long Tộc, chỉ bằng sức mạnh của thân thể mà ta đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn rồi, ta vận dụng thần thông, kết quả là, một nữ tử xinh đẹp bên cạnh người kia thần thông mạnh mẽ đến mức làm ta phải tuyệt vọng. Bọn họ đều là người của thiên giới à? Sở thanh mặc hỏi, không biết ta chỉ biết là họ hẳn là người yêu của nhau vẻ mặt hỏa long buồn bực nói sau khi ta chiến bại bọn họ cũng không giết ta mà lấy một chén rượu ra phong ấn ta vào trong chén khi uống rượu cũng không cần hâm rượu nữa chết tiệt người có biết họ đáng hận như nào không hỏa long không nhịn được bắt đầu gầm thét khóe miệng sở thanh mặc giật giật nhưng trong lòng không nhịn được bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh khi đó một con cự long hơn vạn trượng toàn thân lửa thiêu đốt nhìn vô cùng uy mãnh nhưng lại bị hai người đánh bại phong ấn trong chén rượu vì để không phải hâm rượu nữa chuyện này thực sự là rất ngông cuồng rất khí phách nhưng mà sở thanh mặc chắc chắn sẽ không biểu hiện tâm tư này trước mặt hòa long trên mặt hắn xuất hiện vẻ bất bình tức giận nói thật sự là đáng hận đôi nam nữ chết tiệt đó sau khi phong ấn ta rồi cũng gặp báo ứng trên mặt của hòa long hiện ra vẻ hà lòng hà dạ nói không lâu sau đó họ gặp phải cường địch khó lường ha 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 nam nhân bị trọng thương gần chết nữ nhân kia thì bị bắt. Sở thanh mà không nghĩ tới chuyện lại xuất hiện biến chuyển như thế, tạm thời không biết nói gì, đồng thời trong lòng đã hơi tò mò về thân phận của đôi nam nữ kia, tại sao lúc đó họ lại gặp phải cường địch. Lẽ ra có thể thuận tay phong ấn một con hỏa long như thế, cho dù là ở thiên giới cũng tuyệt đối không phải là hạng người vô danh tiểu tốt được. Hỏa long tự nói. Coi như hai người kia cũng có lương tâm, và lúc mấu chốt ném cái chén đang phong ấn ta ra khỏi thiên giới, sau đó, ta ở trong cái chén chết tiệt này một đường xuyên thẳng qua tiên giới cuối cùng rơi xuống linh giới sở thanh mặc thế mới biết được lại lịch chính xác của con hỏa long này sau khi tới linh giới rồi ta bị phong ấn trong chén này rất nhiều năm không thể lấy được tự do cho đến một ngày ta gặp một tu sĩ của linh giới hỏa long nói hả là lão tổ khai sơn của linh vận môn phong hàn thủy à sở thanh mặc hỏi hỏa long lắc đầu không là tên tu sĩ khác tên tu sĩ đó chỉ có thực lực kim đan kỳ thôi. Nói xong, hỏa long lướt sở thanh mặc một cái. Không khác gì cảnh giới bây giờ của người, nhưng lại vọng tưởng muốn ta nhận hắn làm chủ nhân, bị một mồi lửa của ta đốt chết tươi. Sở thanh mặc không nhịn được lướt mắt, thầm nghĩ trong lòng, đây là đang nhắc nhở ta à. Hỏa long nói tiếp. Sau này, lại có mấy tu sĩ tới nơi này, nhưng mà tâm tư hơn nửa là không sạch sẽ, trong lòng mong muốn không phải là giúp ta giải phong ấn mà tất cả đều nghĩ phải làm thế nào mới có thể thu phục được ta ha ha đám kiến kia thật là ngu ngốc cho dù ta bị phong ấn bên trong chén rượu này chẳng lẽ bằng vào chúng là có thể thu phục được sao sở thanh mặc nhìn hỏa long trong lòng nghĩ nó nói cũng có lý dù sao một con rồng hùng mạnh như vậy làm sao có thể dễ dàng bị thu phục chỉ sợ là ở thiên giới cũng không có bao nhiêu người có thể đánh bại nó được như thế thương cung thần dám vì sao lại nhắc nhở ta có thể thu phục nó chứ sau này Phong Hàn Thủy đến được nơi này, hắn cũng chẳng khác gì những tên tu sĩ muốn thu phục ta, nhưng mà hơn người khác một chút là lúc đó hắn nhìn ra sự cường đại của ta. Hỏa Long nói đến đây, ánh mắt hiện ra vài phần đắc ý, nói tiếp: "Vì thế trước tiên hắn ở đây, bỏ qua ý định thu phục ta, ngược lại lại thành người hầu của ta, vì thế nên ngươi mới bị lừa." Trong lòng Sở Thanh mặc nghĩ thế, ngoài miệng lại không hề nói gì, hắn đã nhìn ra tính tình của Hỏa Long này rất kiêu ngạo, cũng rất ngạo mạn ta ước định với hắn ta có thể giúp hắn thủ hộ môn phái này sau đó truyền cho hắn một ít công pháp để báo đáp nhất định một ngày nào đó trong tương lai hắn phải phái một người có khí tức ngũ hành đến trợ giúp ta giải phóng ấn hỏa long nói đến đây nhìn về phía sở thanh mặc trên người của người có khí tức ngũ hành chẳng lẽ ngươi thật sự không phải là người hắn phái tới cứu ta hay sao sở thanh mặc nhìn thoáng qua hỏa long như nhìn một đứa ngốc ngươi cảm thấy có thể không thân là một thành viên long tộc trong truyền thuyết chẳng lẽ chính ngươi lại không biết rõ trên đời này có bao nhiêu người mang khí tức ngụ hành hỏa long lập tức nghẹn lời nó đương nhiên biết trên đời này rất ít người có khí tức ngụ hành tu sĩ như vậy ít nhất thì trong trí nhớ truyền thừa của nó chưa hề xuất hiện có thể đây cũng là toàn bộ lý do chống đỡ nó sống tới ngày nay cũng là hy vọng duy nhất vì thế một con rồng cao ngạo như vậy không thể không cúi cái đầu ngạo mạn của mình để đàm phán với tu sĩ như con kiến trong mắt nó cũng đem toàn bộ hy vọng của mình ký thác trên người người kia nghĩ tới bản thân nó đợi nhiều năm như vậy đến cuối cùng lại bị người kia lừa, sâu trong nội tâm của Hỏa Long dâng lên một cảm xúc vô cùng tức giận, mở miệng rồng cực lớn muốn gầm lên một tiếng tức giận. Sở Thanh Mặc vừa nhìn thấy thì vội vàng kêu nó ngừng. Ngừng, ngừng. Ngài đừng vội kêu lên như vậy, ta nhất định sẽ giải phong ấn, tuy là phong hàn thủy lừa ngài nhưng ta lại không lừa ngài đâu, hỏa long tiền bối, ta cảm thấy giữa chúng ta, có thể nói chuyện một lần cho thật tốt, hỏa long ngậm miệng lại, sau đó trừng mắt rồng to bự nhìn sở thanh mặc. Tiểu tử, Ngươi không phải cũng có ý tưởng giấu mấy người đó chứ. Ngươi hẳn là phải hiểu cho dù bây giờ ta bị phong ấn trong cái chén này nhưng nếu muốn giết người cũng rất dễ dàng. Sở thanh mặc gật đầu. Đương nhiên, ngài nói rất đúng, nhưng mà nếu chỉ có vậy thì chỉ sợ ngài vĩnh viễn mất đi cơ hội tự do thôi. Ít nhất, đời người tiếp theo mang trên mình khí tức ngũ hành không biết cần bao nhiêu năm nữa, thậm chí có thể là còn lâu mới tới được. Ngài nói xem có đúng không, hỏa long trầm mặc, bên trong đôi mắt rồng không ngừng lóe ra tia sáng, như đang ngẫm nghĩ thật lâu sau, Hỏa Long mới chậm rãi nói. Ngươi nói đúng. Dừng một chút, Hỏa Long giảm thanh âm, nói. Cái tên đáng chết kia thật sự là hắn lừa gạt ta, tu sĩ thần mang khí tức ngụ hành trên đời khó tìm, thậm chí có thể nói là ít tồn tại, ta bị phong ấn nhiều năm nên đầu óc có chút không linh hoạt. Đúng vậy đó, ngài xem như vậy có được không? Sở thanh mặc ngẩng đầu cố gắng làm cho ánh mắt của mình chân thành một chút, đối mặt với con quái vật lớn này, nói không có chút nào sợ sệt là không thực tế mấu chốt là còn phải lừa đó đi theo mình thật ra thì cũng không phải là lừa gạt nếu con hỏa long này không có vấn đề quá lớn thì sở thanh mặc có thể đồng ý để cho nó tự do người nói đi hỏa long nhìn sở thanh mặc sở thanh mặc nói đầu tiên ta muốn biết như thế nào mới có thể gỡ bỏ phong ấn của ngươi ách chuyện này hỏa long trầm ngâm một chút tiếp theo có chút phẫn hận nói ta nhớ ra rồi cởi bỏ phong ấn của ta chẳng những cần khí tức của ngũ hành, hơn nữa còn cần có cảnh giới đại la kim tiên nữa. Sở Thanh mặc lập tức không biết nên nói gì nhìn Hỏa Long, lâu sau mới giật giật khóe miệng nói. "Bây giờ ta rất muốn biết năm đó lão tổ Khai Sơn của Linh vận môn này rốt cuộc nói với ngài cái gì, khiến ngài tin tưởng hắn sẽ phái người tới cứu ngài chứ?" Sự giữ tợn trong mắt Hỏa Long dần biến mất, có chút xấu hổ nói. "Là tự ta không suy nghĩ kỹ, năm đó" đối với đôi nam nữ phong ấn ta đang lúc gặp nguy cơ mới tung ta ra, nữ tử kia lúc đó còn nói một câu. Hả? Sở thanh mặc nhíu mày. Nàng ta nói sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ có được tự do, phong ấn của ta trong khoảng thời gian này coi như là sự trừng phạt nhau nhỏ. Hỏa Long có chút không tình nguyện nói. Cho nên sau khi gặp được phong hàn thủy ở linh giới, hắn nói với ta một ngày trong tương lai hắn nhất định sẽ phái người tới cứu ta, khi đó ta nhớ lại, nhớ tới lời nói của nữ tử kia cảm thấy người này là muốn tới cứu ta thật vì thế người tin lời của hắn luôn sở thanh mặc vẫn có chút khó tin nhìn hỏa long chẳng lẽ ngài không biết thế giới này cơ bản là không có tu sĩ có cảnh giới đại la kim tiên sao ta ta đương nhiên biết hỏa long trừng mắt sau đó nói nhưng cái chén phong ấn ta này có thể được mang tới thiên giới một khi đã như vậy năm đó người kia sao lại không mang cái chén này rời khỏi đây sở thanh mặc hỏi trừ phi là người có khí tức ngũ hành, nếu không cơ bản là không thể đụng vào cái chén này được. Hỏa Long càng nói càng buồn bực, thanh âm cũng càng nhỏ đi. Sở Thanh Mặc nghe thế không nhịn được cười, cảm thấy năm đó Hỏa Long quá đơn thuần nên mới bị Phong Hàn Thủy lừa, cái gọi là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, thật ra chính là đạo lý này. Lúc đó Hỏa Long rất khát vọng có thể được tự do, sau khi liên tiếp giết chết những tu sĩ nhằm nhẽ nó thì lại gặp Phong Hàn Thủy ăn nói khéo léo, kết quả là bị triệt để lừa dối. Bây giờ suy nghĩ một chút, phong hàn thủy cũng thật là mạng lớn, may mắn cũng quá nhiều, vượt qua đầu óc không linh hoạt của hỏa long năm đó, nhớ tới lời nói người phong ấn nó năm đó, sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý điều kiện của đối phương. Ta muốn giết hết người ở đây. Lúc này, hỏa long cũng đã hiểu hết tất cả, không nhịn được muốn vùng lên, sở thanh mặc lập tức hoảng sợ, trong lòng tự nhủ một môn phái như vậy làm sao chống lại sự giận dữ của ngài được, vội vàng nói. Thật ra người kia tuy là lừa ngài nhưng ngài cũng đâu có tổn thất gì, hơn nữa, nếu không phải hắn lừa ngài, thành công sáng lập ra một môn phái ở đây thì hôm nay ta cũng không chắc sẽ ở nơi này. Ngài nói xem có đúng không? Người nói, cũng hơi có lý. Hỏa Long trừng mắt bự nhìn sở thanh mặc, sau đó thân hình dần thu nhỏ lại. Cuối cùng, thu nhỏ thành khoảng một trượng, bao quanh Hỏa Long bôi. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới ý đồ đến đây của sở thanh mặc, hỏi. Người tại sao lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ ngươi là đệ tử của Linh Vận Môn? Nói xong, hỏa long bỗng nhiên nhớ ra nói tiếp không đúng ngươi không phải đệ tử của linh vận môn ngươi còn giết người của họ vậy vì sao ngươi còn phải nói đỡ cho họ thừa dịp ta tức giận hoàn toàn tiêu diệt môn phái này không phải tốt hơn sao hỏa long thật ra cũng không quá ngu ngốc giống như sở thanh mặc nói vậy năm đó nó đồng ý với phong hàn thủy che chở môn phái này đối với nó mà nói thật ra cũng không có gì tổn thất nhiều nhất là cảm giác phẫn nộ sau khi biết bị lừa thôi bởi vì cho dù phong hàn thủy không lừa nó thì cho tới hôm nay nó cũng không có thay đổi gì theo như lời sở thanh mạc, năm đó phong hàn thủy nếu không lừa nó thì hôm nay sở thanh mạc cũng không chắc sẽ xuất hiện ở đây. Tất cả là do trời định rồi. Sở thanh mạc cười cười. Ta cùng với một vài người ở môn phái này là kẻ địch thì đúng, nhưng cũng không phải toàn bộ môn phái đều đáng chết. Hơn nữa, trong môn phái này còn có người ta nhất định phải cứu. Trong nháy mắt hỏa long động đậy nhìn sở thanh mặc sau đó nói. Người thân có khí tức ngũ hành, nhìn qua thiên phú chắc tuyệt, tu luyện tới cảnh giới đại la kim tiên hẳn là không thành vấn đề người nói điều kiện đi phải như thế nào mới giúp ta giải phong ấn ta hy vọng ngài có thể giúp ta bảo vệ người thân của ta để báo đáp ta sẽ luôn mang theo ngài tiến vào tiên giới và thiên giới để tu vi của ta ngày nào đó tăng tới cảnh giới đại la kim tiên thì nhất định sẽ gỡ bỏ phong ấn cho ngài để ngài được tự do sở thanh mặc nghiêm túc nói ta có thể thề hỏa long nhìn sở thanh mặc suy tư một hồi gật gật đầu nói ta có thể đồng ý với người nhưng bây giờ ta bị phong ấn trong chén rượu này không thể rời quá xa khỏi nó được sở thanh mặc nhìn hỏa long xa nhất có thể là bao nhiêu hỏa long ngẫm nghĩ một chút nói nhiều nhất là một trăm ngàn trượng một trăm ngàn trượng vậy là đủ rồi khoảng cách này vừa vặn có một môn váy nhỏ có lãnh địa khá lớn cũng đủ bảo vệ những người bên mình rồi nghĩ vậy sở thanh mặc lại hỏi đúng rồi hỏa long tiền mối bây giờ ngài còn có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh hỏa long trầm ngâm một chút nói ở linh giới ta đương nhiên cũng phải chịu áp chế của thiên đạo linh giới thân mình ta còn bị phong ấn áp chế cho nên ở linh giới ta nhiều nhất có thể phát huy sức mạnh tương đương với luyện thần kỳ nếu tới tiên giới rồi ta hẳn là có thể phát huy sức mạnh phi thăng kỳ đỉnh. nếu tới thiên giới thì sao sở thanh mặc tùy ý hỏi một câu tới thiên giới rồi ta có thể phát huy sức mạnh của đại la kim tiên Hỏa Long có phần suy sụp. Nếu cởi bỏ phong ấn, tu vi hiện tại của ta hẳn là không khác gì chân tiên đình. Năm đó lúc ngài bị phong ấn là đang ở cảnh giới chân tiên đỉnh sao? Sở Thanh Mặc nhớ tới khí tức tản ra từ trên người Hỏa Long, có thể làm cho tu sĩ linh giới chịu thua, không nhịn được hỏi. Là chân tiên kỳ đầu, Hỏa Long trả lời. Sở Thanh Mặc không nhịn được hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn Hỏa Long. Nói cách khác, sau khi bị phong ấn, cảnh giới của ngài còn tăng lên sao? Hỏa Long có chút xấu hổ há miệng. Năm đó hai người phong ấn ta nói tính tình của ta quá nóng nảy, hẳn là nên tu tâm dưỡng tính, đối với tu vi mới có lợi. Người ta thật ra là đang giúp người sao? Khóe miệng Sở Thanh Mặc giật giật, trong lòng càng tò mò hai người tốt bụng kia hơn. Hỏa Long xì một tiếng khinh miệt. Ta mới không cần họ giúp, ta chỉ muốn tự do, tự do. Trên trán Sở Thanh Mặc hơi xám xịt, sau đó gật đầu nói. Được rồi ngài nói cái gì thì là cái đó. Lúc này tâm tình của sở thanh mặc đang tốt, có một người thủ hộ như vậy, cho dù là tất cả cao thủ trên linh giới cùng nhau công kích thì cũng đủ đảm bảo vô tư không lo rồi. Sở thanh mặc cũng không có vọng tưởng để hòa long đi theo hắn, sau đó một đường vượt qua đẩy lưu tất cả kẻ thù. Bởi vì như vậy chẳng những sẽ mất đi quá nhiều cảm tình của hòa long, hơn nữa đối với con đường tu hành của hắn cũng không có lợi ích gì. Thời gian lâu sẽ thành ỉ lại, hơn nữa kết thù nhiều quá đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt bây giờ đầu tiên là phải giải quyết hết chuyện ở linh vận môn đã có hỏa long ở bên cạnh sở thanh mặc có thể nói là vô cùng tự tin sau đó hỏa long lại vào trong chén rượu sở thanh mặc qua đó cầm chén rượu lên toàn bộ quá trình không hề gặp lực cản và khó khăn nào trong lòng sở thanh mặc cuối cùng cũng hiểu vì sao thương cung thần dám lại nhắc nhở hắn có thể trực tiếp thu phục hóa ra chén rượu này ngoại trừ tu sĩ có khí tức ngũ hành ra thì người khác cơ bản là không thể cầm nổi nghĩ vậy sở thanh mặc bỗng nhiên có một ý nghĩ quái dị trong đầu nhìn thế nào thì cũng thấy hỏa long vui này vì ta mà chuẩn bị nghĩ thế sở thanh mặc không nhịn được cười cảm thấy mình thật là nghĩ quá kỳ lạ rồi làm sao có thể tất cả chuyện tốt trên đời này đều là của mình chứ sau đó sở thanh mặc không tiếp tục trì hoãn nữa trực tiếp phi thân ra bên ngoài hắc lao khi hắn đi ngang qua hai gian nhà tù kia hỏa long bỗng nhiên truyền âm cho hắn tiểu tử hai người kia muốn cứu họ không để họ làm tay sai của người vậy mà cũng có thể sao Sở Thanh mặc có chút kinh ngạc, trong lòng hoán vốn đã tính toán sẽ cứu hai người này ra ngoài rồi nhưng không phải ảo tưởng không thực tế là để cho hai người nguyên anh cường đại này làm tay sai của hắn, mà là muốn làm cho linh vận môn thêm loạn thôi. Đương nhiên, hỏa lõng có chút kiêu ngạo đáp. Đây là vinh hạnh của bọn họ. Nó sau này còn phải trông cậy vào sở thanh mặc giải khai phong ấn nữa, giờ phút này đương nhiên là muốn biểu hiện ra chút giá trị của mình. Nếu có thể thì, ta đương nhiên là sẵn lòng. Sở Thanh Mặc truyền âm trả lời, phong ấn của hai người này thật ra Sở Thanh Mặc cũng có thể cởi bỏ, hai tu sĩ cảnh giới nguyên anh đỉnh ở linh giới gần như là sự tồn tại cao nhất, tồn tại như vậy, đừng nói là làm tay sai, cho dù là làm khách ngồi cho mình cung phụng thì Sở Thanh Mặc cũng vô cùng vui vẻ. Được, xem ta đây. Hỏa Long truyền âm trả lời rồi không thấy động tính. Lúc này, trong hai gian phòng giam, hai người Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung cũng đã thấy Sở Thanh Mặc trở về. Trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì vừa rồi quyền trưởng môn của linh vận môn là phong giang hải mới vội vàng rời khỏi nơi này không hề dừng lại ở đây gã đi rồi tiếu vạn quân và lý phương trung mặc dù không nói chuyện nhưng trong lòng đều cảm thấy lo lắng cho sở thanh mặc không nghĩ tới tiểu tử này không lâu sau lại đi ra từ bên trong đó không thể tưởng được ngươi đã lừa được phong giang hải kia thế nào tiểu nữ hoa kia đâu vì sao chưa đi ra cùng ngươi tiếu vạn quân đứng ở cửa nhà giam nhìn sở thanh mặc sở thanh mặc liếc mắt trong lòng tự nhủ hai người ngu ngốc này, có thể dựa vào việc ta đứng một lúc ở trong này tò mò đánh giá họ vài lần đã có thể kết luận ta không phải là đệ tử của linh vận môn. Nhưng không ngờ lại không nhìn ra tiểu nữ oa kia cơ bản là do một tên đàn ông già dạng thành. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì cũng không trách được bọn họ. Lúc người giả dạng Vương Lan đi vào thì nhất định là đi rất nhanh, vội vàng đi vào sâu bên trong, bọn họ làm sao biết chân tướng được. Không đợi sở thanh mặc nói chuyện xong đã nhìn thấy hai người lộ vẻ khác thường. Lúc này, sắc mặt của tiếu vạn quân bỗng nhiên đại biến, mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, trong phòng giam đối diện, Lý Phương Trung cũng vẻ mặt đại biến, kinh ngạc hoảng sợ. Tiếp theo, hai người này đồng loạt làm ra một hành động kinh người, không ngờ tất cả lại quỳ trước mà mặt sở thanh mặc. Giọng nói của Tiếu Vạn Quân khác biệt một trời một vực với lúc vừa rồi, thanh âm gần như có chút run rẩy. Lão già này có mắt không biết thái sơn, mong chủ nhân thứ tội. Lý Phương Trung nguyện ý trở thành tôi tới của chủ nhân, vì chủ nhân cống hiến sức lực. Lý Phương Trung ở phía đối diện cũng run rẩy nói ra một câu như thế là người ta khép sợ, sở. sở Thanh Mặc mặc dù biết Hỏa Long có thủ đoạn thần bí khó lường nhưng lại không nghĩ tới nhanh như thế, linh hoạt và sắc bén nữa nên lập tức có chút giật mình. Lúc này, thanh âm của Hỏa Long Dương Dương đắc ý vang lên trong tinh thần thức hải của Sở Thanh Mặc. Thế nào, cũng không tệ nhỉ. Người nói gì với họ thế? Sở Thanh Mặc nghi ngờ hỏi. Bọn họ làm sao lại phản ứng thế này? Ha ha ta nói cho chúng biết ngươi là thiên tri kiêu tử người của thiên giới hạ phàm bắt họ nhận ngươi là chủ nhân chẳng những có thể giải khai phong ấn của họ hơn nữa còn có thể đi theo ngươi cùng nhau phi thăng lên thiên giới hỏa long vô cùng đắc ý nói chỉ đơn giản như vậy sao sở thanh mặc có chút không dám tin bởi vì đây gần như không khác gì lừa dối cả tuy là sở thanh mặc đích thực là có năng lực này nhưng vấn đề là năng lực này tiếu vạn quân và lý phương trung cũng không biết tới đúng thế họ biết là ta thì làm sao lại dám không tin chứ hỏa long kiêu ngạo nói sở thanh mặc lập tức không biết nên nói gì sau đó nhìn về phía tiếu vạn quân và lý phương trung trầm giọng nói các ngươi thật sự bằng lòng nhận ta là chủ nhân bằng lòng ra này bằng lòng hai người đồng thanh trả lời tốt lắm các ngươi dùng bản mạng nguyên thần thề đi sở thanh mặc cũng không rông dài sau đó Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung đều dùng bản mạng nguyên thần để thề vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân sở thanh mặc. Lời thề bản mạng nguyên thần không thể giả vờ được, một khi vi phạm thì chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục, coi như là một lời thề khắc nghiệt nhất của một tu sĩ, người bình thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát lời thề này. Hai người các ngươi lui về phía sau một chút, sở thanh mặc nói xong thì lấy thí thiên ra. Lúc này, sở thanh mặc bỗng nhiên cảm giác được hỏa long bôi trong ngực phát ra cảm xúc hoảng sợ. Thứ này, tại sao lại ở trên người của ngươi hỏa long không nhịn được kinh ngạc kêu lên sở thanh mặc không trả lời vung thí thiên lên trực tiếp chém vào cửa của hai gian nhà tù sau đó thu hồi thí thiên lại lấy hai bình đan dược trên người ra đưa cho hai người tiếu vạn quân và lính phương trung trong hai bình này mỗi bình có một viên đan dược sau khi ăn vào thì phong ấn của các ngươi sẽ nhanh chóng được gỡ bỏ sở thanh mặc nói tạ ơn chủ nhân hai người không nhịn được lại muốn lại tạ ơn bị sở thanh mặc ngăn lại các người cũng là sự tồn tại cao nhất của thế giới này, tuy là nhận ta là chủ nhân nhưng không nên dễ dàng quỳ xuống như thế. Ta càng hy vọng các người có thể nhanh chóng lấy lại sự kiêu ngạo năm đó, lấy lại được phong phạm tu sĩ cao nhất. Sở Thanh Mặc nói Cần tuân pháp chỉ của chủ nhân Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung khom người nói, trong mắt đều tràn đầy vẻ cảm kích. Không trải qua những gì họ gào phải thì sẽ không hiểu được tâm tình bây giờ của họ, bị giam giữ nhiều năm như thế, lại còn phải chịu khổ do phong ấn, vốn cho là không còn bất kỳ hy vọng nào nữa kết quả tốt nhất là chết già trong hắc lao này. Sự xuất hiện của sở thanh mặc lại cho cuộc sống tối tăm u ám của họ một tia sáng mạnh mẽ nhất. Hai người Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung đều không chút do dự ăn luôn đan dược trong bình. Bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ sở thanh mặc lừa họ, nguyên nhân là vì cơ bản là không cần thiết. Người có thể làm cho lão tổ hỏa long của linh vận môn tự mình lên tiếng, sẽ có hứng thú giết hai lão già kéo dài hơi tàn này hay sao? Năm đó thủ pháp của phong bất biến tuy rằng rất cao minh, nhưng vẫn bị sự hạn chế của tu vi, do đó trong mắt Sở Thanh Mặc, phong ấn kia cũng không cao minh cho lắm, hai viên đan dược đủ để giải được tất cả phong ấn trên người của hai người, sự thật cũng thật sự là như vậy, hai người Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung vừa mới ăn đan dược không bao lâu, trên người đã phát ra sức sống vô cùng lớn. Làn da khô quắt của họ giống như thần tích, nhanh chóng căng đầy trở lại, sắc mặt xám xịt cũng nhanh chóng trở nên hồng hào, từng luồng khí tức cường đại từ trong thân thể của họ không cách nào ngăn cản mà tản mát ra ngoài. Hai lão tổ Nguyên Anh đã chịu khổ à bị trấn áp mấy trăm năm, cuối cùng cũng có thể được hồi sinh. Lúc này, Phong Giang Hải vừa mới trở lại nơi bế quan chuẩn bị nhập thần thì chợt hưng lại, lộ vẻ hoảng hốt, thân hình giống như làn khói, trong phút chốc đã biến mất ở nơi bế quan, phi nhanh về phía Hắc Lao. Toàn bộ quá trình quả thực nhanh đến không thể tin nổi. Phong Giang Hải biết đã xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện lớn. Khí tức nguyên anh đỉnh này quả thực giống như ngọn đèn trong đêm tối, vô cùng chói mắt. Trên thực tế, trong nháy mắt hai người Tiếu Vạn Quân và Lý Phương chung sống lại đó, Toàn bộ linh vận môn đều bị kinh động, không chỉ loại nguyên anh cao nhất như Phong Giang Hải này, cho dù là đệ tử trúc cơ, tất cả đều cảm giác được một khí tức làm người ta kinh hãi. Tu sĩ Kim Đan thì lại càng cảm giác rõ ràng, gần như toàn bộ tu sĩ Kim Đan của linh vận môn trong nháy mắt khí tức cường đại bạo phát ra thì đều run rẩy gần như không thể đứng vững. Trong nháy mắt Phong Giang Hải bay ra ngoài, toàn bộ linh vận môn hoàn toàn chấn động, tất cả mọi người ra khỏi nơi tu luyện, nhìn về phía Hắc Lao. Phong Giang Hải trên đường tới Hắc Lao trong lòng cũng đang suy đoán nguyên nhân hai loại khí tức cường đại này bạo phát. Trên thực tế, khi gã ở đây cảm nhận được hai luồng khí tức này thì trong lòng cũng đã đoán ra, nhưng gã vẫn không muốn tin. Sao có thể chứ? Hai người kia đã bị phong ấn 300 năm, chỉ còn lại rất ít tuổi thọ thôi. Mấy lão già kéo dài hơi tàn này làm sao lại có thể khôi phục lúc này được? Trong đầu phong Giang Hải không ngừng nghĩ, sau đó nghĩ đến người đi vào đưa cơm, chu Thanh Vân, suy nghĩ của gã trong nháy mắt gần như đình trệ trong đầu dường như bị một tia sét đánh phải. chẳng lẽ là hắn? phong giang hải gần như thất thanh kêu ra tiếng. gã nghĩ tới lục thiên minh trong lòng phong giang hải thật ra sớm đã cho rằng bản lĩnh dịch dung của lục thiên minh rất hùng mạnh, nếu không thì tuyệt đối không thể ở linh vận môn lâu như vậy mà không ai phát hiện ra. nhưng gã tuyệt đối không nghĩ tới đối phương chẳng những thủ đoạn dịch dung xuất thần nhập hóa mà thậm chí cả khí tức cũng có thể kiềm chế hoàn mỹ như thế. nếu không thì một tu sĩ kim đan làm sao có thể tản ra khí tức của trúc cơ? thậm chí lừa được cả gã lục thiên minh ta muốn bầm thay ngươi thành vạn đoạn phong giang hải nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hắc lao trong mắt hiện ra sát khí âm uhm. một tiếng gầm rú rất lớn vang lên bao phủ phong giang hải trong tiếng gầm gừ một khí tức mênh mông phóng lên cao bay thẳng đến chân trời sau đó giống như một cái dù lớn bao phủ linh vận môn trong phạm vi mấy ngàn dặm một thanh âm khàn khàn vang lên tên nhóc phong giang hải ngươi muốn giết ai Vô một thân ảnh phóng lên cao lao thẳng về phía phong giang hải thẳng tay ra tay với phong giang hải phong giang hải chừng mắt muốn lồi cả ra tiếu vạn quân không biết lớn nhỏ gì cả gọi là sư bá tiếu vạn quân hét lớn một tiếng nén giận ra tay một kích này là lửa giận đã đẻ ép trong 300 năm của ông ta ầm ầm bầu trời linh vận môn vang lên một tiếng sét đánh kinh thiên động địa phong giang hải cười lạnh một tiếng phản đồ linh vận môn có tư cách gì bắt ta phải gọi ngươi là sư bá khi nói chuyện phong giang hải đồng thời ra tay một chiêu của nguyên anh đỉnh không thể coi thường được cho dù tiếu vạn quân trước mắt đã từng là thiên tài hùng mạnh nhất linh vận môn nhưng vậy thì sao đó cũng là chuyện 300 năm trước rồi phong giang hải gã cũng đã trưởng thành trở thành cao thủ tuyệt thế của linh giới này gã không tin tiếu vạn quân có thể chịu được một chiêu của mình quả nhiên thân hình của tiếu vạn quân sau khi chịu một chiêu này thì không ngừng bay ngược về phía sau trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi, nhìn qua thì bị thương không hề nhẹ. Phong Giang Hải chẳng qua là lùi về phía sau mấy trăm trượng đã thoát khỏi luồng sức mạnh cường đại kia rồi. Trên bầu trời gần như cũng bị sức mạnh này đục khoét. Khóe miệng của Phong Giang Hải mang theo sự kinh thường, cười lạnh nói. Tiếu vạn quân, ngay cả người may mắn giải được phong ấn thì sao? Người đã quá không hợp thời nữa rồi. Thật sao? Một giọng nói khác lại vang lên. Một thân ảnh bay ngang trời mà tới, chính là một thiên tài năm đó của linh vận môn một trong tam anh linh vận lão nhị lý vương trung ồ a à, hai lão bất tử các người không ngờ lại đều trốn thoát chẳng những giải được phong ấn lại còn khôi phục được chức thực lực không tồi thật không tồi nha vẻ trào phúng trên mặt phong giang hải càng đậm nét cười lạnh nói nếu ta là các người trong thời gian ngắn lúc nãy đã phải bỏ chạy thật xa rồi cho tới khi nào hoàn toàn khôi phục thực lực rồi trở về bá út hồ dừa hận cũng không muộn hai lão bất tử các người ở trong lao ngục quá lâu nên đầu óc cũng không linh mẫn nữa rồi sao không ngờ lại ngay lập tức ra tay với ta hôm nay ta sẽ cho các người thấy được cái gì gọi là nhân tài thế hệ mới nói xong trong thân thể của phong giang hải phát ra một khí thế vô cùng hùng hậu phóng về phía lý phương trung cổ tay hơi động một thanh trưởng kiếm xuất hiện trong tay chém ngang về phía lý phương trung một kiếm kia gần như chém vào hư không phát ra ánh sáng chói mắt rực rỡ đi chết đi lão già này phong giang hải giống to Lý Phương Trung cũng hồn nhiên không sợ, cười lạnh nói. Công pháp của linh vận môn ta còn quen thuộc hơn thế hệ con cháu như các ngươi. Nói xong, thân hình liên tục lóe lên tránh một kiếm của Phong Giang Hải, sau đó trực tiếp quần chiến với Phong Giang Hải. Đồng thời, Tiếu Vạn Quân ở một bên cũng lần nữa xông tới, hai thiên tài năm xưa của linh vận môn liên tục ra tay, cùng nhau giao đấu với nhân tài mới nổi Phong Giang Hải. Hai lão già không biết xấu hổ, định hai đánh một à. Lúc này ở nơi xa lại vang lên một giọng nói, cũng là con của phong giang hải thiếu chủ linh vận môn phong hoa đi cùng phong hoa còn có rất nhiều trường lão và đám cấp cao của linh vận môn lúc này tất cả họ đều nhìn về phía ba người đang chiến đấu trên không trung trên mặt đều mang vẻ kinh hãi bởi vì trong lòng tất cả mọi người đều có nghi hoặc rất lớn hai người cấm kỵ của linh vận môn này rớt cuộc là thoát ra thế nào lúc này đã có rất nhiều người chú ý tới phía hắc lao đang có một người chậm rãi đi tới có mấy tên tu sĩ của linh vận môn ngày đó đi theo phong giang hải cùng tới thành cầm tú trong nháy mắt nhìn thấy người đó thì cơ thể không nhịn được run rẩy trong lòng vô cùng kinh hãi một tên tu sĩ run rẩy thất thanh nói lục lục thiên minh lúc này rất nhiều người đã nhìn thấy sở thanh mặc đang chậm rãi đi tới người lần đầu tiên nhìn thấy sở thanh mặc tuy là cũng có thể đã nghe nói đến chiến tích khủng bố của hắn ở thành cầm tú nhưng dù sao cũng chưa được nhìn thấy tận mắt vì vậy trong lòng cũng không quá sợ hãi mà nhiều hơn là sự tò mò đương nhiên còn có căm hận Chính là người này đã làm thương vong rất lớn đến Linh vận môn họ, hắn chính là kẻ địch lớn nhất bây giờ của Linh vận môn. Lúc này, Phong Hoa nghiến răng nói, "Giết hắn, người có thể giết hắn sẽ được trọng thưởng." Thiếu chủ của Linh vận môn đã lên tiếng, trọng thưởng trong miệng của y làm mọi người đều động tâm, nhưng lúc này lại xuất hiện một trường hợp thú vị, tu sĩ đã từng đi thành cầm tú, ngoại trừ một số ít đang dục dịch ở ngoài thì còn mấy người ở lại đều mặt tái nhợt, lớn tiếng kêu, "Lên, giết hắn!" chính là người này hắn chính là lục thiên minh giết hắn báo thủ cho đồng môn giết đám người kia kêu thì to nghe rất khí thế nhưng lại không ai thực sự ra tay cả ngược lại thì những tu sĩ linh vận môn chưa từng tới thành cầm tú sau khi nghe thấy phong hoa nói thì như ong vỡ tổ bay thẳng về phía sật hanh mặc nhìn qua thì thanh thế rất lớn một môn phái cường đại như thế làm sao lại không có cao thủ chỉ riêng tu sĩ nguyên anh đã có không ít những người này chưa trải qua chuyện ở thành cầm tú nên đương nhiên không biết người trước mắt được người ta gọi là sát thần trẻ tuổi này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà rất nhanh, họ sẽ được biết. Sở thanh mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiếu vạn quân và Lý Phương Trung trên bầu trời, hai người kia cố ý làm lớn, không phải quá bất đắc dĩ thì không cho hắn ra tay hỗ trợ. Đối với hai người họ thì đây là thù riêng của họ, cũng là kẻ thù không đội trời chung của họ. Nếu không thể tự tay báo thù thì trong đạo tâm tất sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên, cho dù liều mạng lần nữa, Bản thân bị trọng thương cũng muốn liều chết giết phòng Giang Hải. Bởi vì đối với họ, cho dù hôm nay thật sự ngã xuống ở đây cũng còn hơn việc bị nhốt trong hắc lao vô số lần. Nhìn đám tu sĩ trước mắt nhằm vào mình, từng luồng khí tức bay thẳng đến chân trời, khóe miệng sở thanh mạc hiện ra nụ cười lạnh như băng, cầm Thí Thiên trong tay. Mũi đào chỉ xuống đất, sở thanh mạc kéo Thí Thiên đi từng bước một về phía đám người kia. Bước đi của hắn nhìn thì có vẻ chậm chậm nhưng thực tế cũng cực nhanh, gần như là trong chớp mắt khoảng cách với đám tu sĩ linh vận môn chỉ còn lại hơn 300 trượng. Chút khoảng cách như vậy, đối với những tu sĩ này chẳng qua là chu hiện trong nháy mắt thôi. Lúc này, những tu sĩ đã từng đến thành cầm tú rút cục không nhịn được mà lớn tiếng nhắc nhở. "Cẩn thận, người này rất khủng đấy." Phong Hoa hung hăng trừng mắt nhìn người vừa nói, thấp giọng nói. "Các người còn đứng đây làm gì, lên, giết hắn đi." "Vâng, vâng." Khóe miệng những người này giật giật trong lòng vô cùng không tình nguyện tiến về phía sở thanh mặc những tên tu sĩ nguyên anh cách sở thanh mặc gần nhất kia thấy dáng vẻ của sở thanh mặc thì một người trong đó không nhịn được cười lạnh nói bày ra cái dáng vẻ này do ai chứ tiểu súc sinh can đảm không có nghĩa là có thực lực sở thanh mặc cơ bản là không trả lời gã mà thuận tay cho một đao giác tên tu sĩ sơ kỳ nguyên anh này vừa rất lời thì cũng cảm thấy ra đầu mình truyền tới một trận tê dại tới tận xương sau đó thì không biết gì nữa trong nháy mắt thần trí hoàn toàn tiêu tan Dường như là nghe thấy bên người có người hét lên, trong lòng tên tu sĩ sơ kỳ nguyên anh này còn thấy kỳ lạ, đây là có chuyện gì vậy? Trong mắt những người khác, tu sĩ sơ kỳ nguyên anh này vừa mới chế giễu một câu, kết quả là cũng không biết thế nào, tốc độ của đối phương không ngờ lại nhanh đến khó tin, một đau rất linh hoạt, sắc bén làm cho họ phải trợn mắt há mồm. Chỉ một đau, trực tiếp chém tu sĩ nguyên anh này từ trên xuống dưới, thành hai nửa, từ cơ thể, đến nguyên anh, chỉ dùng một đau tất cả những tu sĩ xông lên trong nháy mắt gần như sợ đến trắng váng chấn động đến mức mất đi năng lực tự hỏi sở thanh mặc dù một đau bổ đôi một tên tu sĩ nguyên anh thân hình cũng không hề dừng lại chút nào thuận tay quẹt ngang một cái một tên tu sĩ kim đa đỉnh bay đầu lên tít trên cao một dòng máu nóng phun ra như suối máu tươi phun lên trời cao sau đó rơi xuống như mưa cảnh tượng này thật sự là quá chấn động lòng người cũng hoàn toàn làm chấn động đến thức tỉnh mấy tu sĩ đang gần người ra đó cào lên công kích về phía sở thanh mặc thủ đoạn công kích của họ không thể nói là không linh hoạt sắc bén, không thể nói là không hùng mạnh. Ít nhất trong linh giới này còn chưa có tu sĩ kim đan đỉnh nào có thể ngăn cản được một đám người luân phiên công kích như vậy. Nhưng bọn họ đã gặp được rồi, cũng là một tu sĩ kim đan biến thái. Sức chiến đấu của Sở Thanh mặc thậm chí không đơn giản có thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Sức chiến đấu của hắn thật sự là vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều. Ánh sáng của đao vừa lóe lên thì đầu người đã rơi xuống. Máu chảy thành sông. Một màn ngày hôm đó ở thành cầm tú, lại tái hiện vốn đang trên bầu trời lấy một địch hai, Phong Giang Hải vẫn tin tưởng chắc chắn thì khi thấy cảnh này tức giận đến giống to. Mọi người, bất kể giá nào cũng phải giết hắn, ai có thể giết hắn, ta sẽ trực tiếp ban phương pháp điều chế nhập thần đan cho người đó. Phương pháp điều chế nhập thần đan, đây chính là bí mật lớn nhất của toàn bộ linh vận môn, cũng là con bài cuối cùng mà Phong Giang nắm trong tay về linh vận môn. Vì muốn giết chết sở thanh mặc mà Phong Giang Hải có thể bất chấp mọi giá rồi. Chỉ cần có thể giết người này, Kết ma giáo tuyệt đối sẽ bỏ ra không ít ích lợi, mà phong giang hải gã cũng có thể thuận lợi phi thăng lên tiên giới, theo đuổi con đường lớn hơn nữa. Cho nên cho dù phải trả giá lớn hơn nữa gã cũng sẽ không tiếc. Trên thực tế, phong giang hải lại càng muốn tự mình đánh chết người kia hơn. Nhưng đáng tiếc, gã bị hai lão già đang nổi giận muốn chết là Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung cuốn lấy gắt gao, liều mạng giết địch một nghìn mình bị thương đến tám trăm cũng muốn gắt gao bao vây lấy gã. Phong Giang Hải giận không nhịn được. Hai lão già các ngươi, hôm nay đừng mong còn sống rời khỏi nơi này. Tướng vạn quân cười lạnh nói. Hai chúng ta không có ý định còn sống rời khỏi đây. Lý Phương Trung quát to. Tên oát con phong Giang Hải, tiểu xuất sinh ngươi nghe kỹ đây, chưa kể khoản nợ của thằng con nhưng ngươi, năm đó cha của nhà ngươi đã nợ chúng ta, chúng ta trước tiền thu chút lãi ở trên người ngươi đã rồi nói sao. Năm mơ, phong Giang Hải gầm lên. Ha ha, hôm nay cho dù chúng ta đánh đến chết ở đây cũng phải bắt ngươi trọng thương đến chết. Lý Phương Trung ha hả cười lạnh, ông ta cũng không phải muốn làm Phong Giang Hải sợ hãi mà là nói sao làm vậy. Cuộc chiến trên không trung vẫn đang tiếp tục, trên mặt đất, cuộc chiến lại càng tăng thêm sự kinh khủng. Gần như trong chớp mắt, những tu sĩ tấn công Sở Thanh Mạc đã chết mười mấy người, mùi máu tanh nồng nặc bay lên cao. Tu sĩ Linh vận môn bị Phong Hoa ép buộc tới đánh, cả đám sắc mặt tái nhợt, có người lầm bầm. Sát thần, thật sự là sát thần. Sát thần lại xuất hiện, chúng ta xong rồi trưởng môn không ra tay. Chúng ta chắc chắn phải chết. Phong hoa ở phía sau nổi trận lôi đình, giống lớn nói. Ai dám không góp công thì, sau này người nhà của các người đều sẽ bị liên lụy. Đây là uy hiếp nhưng phong hoa cũng không còn cách nào tốt hơn. Lúc này, y chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu lại nói với tên tâm phúc. Đi, đi mang tiểu tiện nhân Phương Lan kia đến đây cho ta, ta lại muốn nhìn xem lục thiên minh có bỏ được đề đệ tử thiên kiều bá mị này chết trước mặt hắn hay không. Sở Thanh Mặc lúc này cả người tàn ra sát khí cuồn cuộn, lưỡi đao thí thiên không ai có thể địch nổi. Làm người ta sợ hãi nhất chính là những tu sĩ của Linh Vận môn này gần như không ai có thể trở thành kẻ địch của Sở Thanh Mặc được. Một y thuật pháp có thể may mắn chạm được tới người Sở Thanh Mặc nhưng gần như là khó mà tạo thành tổn thương gì. Thậm chí một vài công kích thuật pháp đánh lên người Sở Thanh Mặc ngay cả một chút ảnh hưởng cũng không có. Đây mẹ nó vẫn là người hay sao? Có người tuyệt vọng kêu to, sau đó bị một đao của Sở Thanh Mặc chém thành hai nửa trong ánh mắt vẫn hiện vẻ tuyệt vọng như cũ. Thân thể tổ cảnh, ngũ hành đạo cơ, nắm giữ hơn 10 loại truyền thừa trí tôn. Một tu sĩ như vậy, ngay cả ở trên thiên giới cũng là một yêu nghiệt điển hình, chớ nói chi là ở linh giới này cơ bản chính là một sự tồn tại hoàn toàn không nên xuất hiện. Đây không phải là một con hổ lạc trong bầy cừu, mà là bầy cừu sông và một con rồng hung mãnh. Sức chiến đấu này của sở thanh mặc càng tới lúc cảnh giới cao thâm càng có thể thể hiện ra sự cường đại của hắn. Bản lĩnh không cần tới một nén nhang, tu sĩ chết dưới đao của sở thanh mặc đã có hơn 50 người. Những người này không ai không phải là tinh nhuệ của Linh Vận Môn. Trước đó, trận chiến ở thành cầm tú, Linh Vận Môn thật ra cũng đã tổn thất rất nghiêm trọng và thê thảm, gần như là hao tổn mùng 1 tháng 5 chiến lực. Còn lần này, càng thêm nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ sau hôm nay, toàn bộ Linh Vận Môn cũng sẽ bị xóa sổ khỏi Linh Giới. Bởi vì họ đã suy yếu tới mức giờ này chưa từng có. Ngay cả lúc Linh Vận Môn vừa mới thành lập môn phái cũng không đến mức suy yếu như vậy đối với toàn bộ linh vận môn thì hôm nay là một ngày vô cùng đen tối cuộc đấu vẫn còn tiếp tục giết chóc vẫn đang tiếp diễn tu sĩ linh vận môn đã bị phong hoa uy hiếp cho dù biết rõ hẳn là phải chết cũng kiên trì đến cùng nhằm về phía sở thanh mặc một vài tu sĩ không sợ chết trong đó thậm chí còn nghĩ thông qua việc tự bạo đến để làm sở thanh mặc bị thương nặng nhưng làm cho họ tuyệt vọng là tốc độ của đối phương quả thực quá nhanh cơ bản là không cho họ bất kỳ cơ hội tự bạo nào bên này vừa muốn dồn khí nổ đan điền thì bên kia mũi đau lạnh như băng cũng đã chém tới rồi phong giang sơn đứng ở bên cạnh phong hoa đỏ hết cả trong mắt liên tục dậm chân sầu thảm nói vậy phải làm sao bây giờ làm sao bây giờ chúng ta rốt cuộc là trêu vào một tên nào thế này hắn mới đang ở kim đan kỳ thôi mới kim đan kỳ thôi đó phong hoa nhìn bá phụ của mình trong mắt hiện lên vẻ chán ghét thầm nghĩ trong lòng đồ yếu đuối vô năng lúc này có người đưa vương lan tới trong mắt của phong hoa hiện ra một vẻ điên cuồng tiến lên đưa tay ra cho một cái tát bóp một tiếng giòn tan vang lên một dấu ấn hình bàn tay màu đỏ tới xuất hiện trên mặt Phương Lan. Nhưng Phương Lan lại không nói tiếng nào, trong mắt tràn đầy thù hận nhìn Phong Hoa, cười lạnh nói. Muốn giết cứ giết, Phong Hoa hung hăng dáng một cái tát nữa, cắn răng nói. Con tiện nhân này, ngăn sư phụ ngươi lại, nếu không ta sẽ lột sạch ngươi, cho ngươi nhận hết nhục nhã mà chết. Ngươi là đồ ma quỷ, Phương Lan phun một ngụm nước miếng vào Phong Hoa. Phong Hoa cười lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp được người không nói ta nói nói xong phong hoa quát lớn lục thiên minh ngươi dừng tay cho ta sở thanh mặc thuận tay bổ một đao vào một tu sĩ kim đan nhìn thoáng qua những ánh mắt gần như hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu của những tu sĩ linh vận môn sau đó nhìn về phía phong hoa thì thấy luôn cái má đang sưng đỏ của phương lan con mắt của sở thanh mặc lập tức nhíu lại nhìn phong hoa không nói gì lục thiên minh nhìn thấy không đồ đệ bảo bối của ngươi bây giờ đang ở trong tay ta lập tức buông vũ khí ngoan ngoãn chịu trói đi nếu không ta sẽ lột sạch cô ta tìm một trong thanh niên trai tráng đến làm điều cô ta lúc phong hoa nói những lời này trong mắt hiện ra sự điên cuồng trong mắt đỏ như máu sở thanh mặc lạnh lùng nhìn phong hoa lúc này một tên tu sĩ linh vận môn vung kiếm nhằm về phía sở thanh mặc phẫn nộ quát chết một nhát kiếm chém về phía sở thanh mặc đánh lén cùng lúc đó còn có ba bốn tu sĩ linh vận môn làm hành động giống thế những người này tất cả đều có kinh nghiệm trên sai trường làm sao lại bỏ qua một cơ hội tốt ngàn năm có một này chứ? Nhưng mà làm cho họ không ngờ được là Sở Thanh Mặc vẫn chú ý đến hướng đi của họ, trong nháy mắt mấy tên tu sĩ ra tay, thì thiên trong tay Sở Thanh Mặc trực tiếp phát ra một tia sáng loá mắt hình bán nguyệt, chém ngang, trực tiếp dùng một đao chặt đứt ngang tất cả những tu sĩ linh vận môn đánh lén. Lúc này, ngũ hành đạo cơ trong đan điền của Sở Thanh Mặc không ngừng dâng lên sức mạnh, nháy mắt đã truyền tới toàn thân của Sở Thanh Mặc, sau một đao, Sở Thanh Mặc mặt không chút cảm xúc nhìn Phong Hoa đang đứng ngẩn ra ở bên cạnh. Phong hoa, một cái tát kia của ta đánh ngươi không đủ đau phải không? Nếu ngươi dám làm như thế, ta đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận. Thành âm tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng nghe vào lại giống như một loại uy hiếp rất vô lực. Phong hoa điên cuồng cười nói. Ngươi cứ ở đó mà nhìn xem cuối cùng ta có dám làm như thế hay không? Ngươi đã sắp phá hỏng cả linh vận môn rồi, ngươi nói ta có dám hay không? Nói xong, phong hoa vung tay lên, quát to. Lột sạch cô ta cho ta ngay lập tức có mấy tên tâm phúc của phong hoa nhe răng cười độc ác đi về phía phương lan tiểu tiện nhân đừng trách chúng ta muốn trách thì trách sư phụ ngươi quá vô tình cơ thể của phương lan bị phong ấn sắc mặt tái nhợt nhưng lại thê lương quát lên sư phụ không được thỏa hiệp chút nữa báo thù cho ta sở thanh mặc thở dài một tiếng nói hỏa long tiền bối mời ra tay đi ngay lập tức một tiếng rồng ngâm cao vút vang dội vang lên trên bầu trời của linh vận môn hỏa long dài cả vạn trượng giống như từ trong không khí xuất hiện trên bầu trời đêm đó tề khởi động bằng thân hình cực lớn giống như muốn thiêu đốt núi non vắt ngang trời cao trực tiếp che khuất hoàn toàn một phương trời ngay cả nếu có ánh mặt trời cũng gần như không thể xuyên qua toàn bộ mọi người ở linh vận môn gần như tất cả đều sợ đến chóng váng trợn mắt hám mồm ngửa đầu lên nhìn hỏa long đang trên không trung đây 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 là lão tổ hỏa long có người thanh âm run rẩy trực tiếp quỳ xuống sau đó càng có thêm nhiều người hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất không chỉ bởi vì long uy che trời lấp đất kia mà lại là vì sự kính sợ và hãi hùng trong lòng ai mà ngờ được lão tổ hòa long thủ hộ thần hòa của linh vận môn lại hiền lộ chân thân chứ đây là chuyện chưa từng có cho tới nay các đệ tử của linh vận môn đều biết rằng môn phái của mình có một thần long thật sự nhưng lại chưa từng có ai gặp được nghe nói chỉ có những nhân vật trưởng lão mới từng nhìn thấy con thần long kia càng người có lửa thiêu đốt thân dài vạn trượng nhưng càng nhiều người nghĩ đây là một truyền thuyết mà thôi không nghĩ tới vị thần thủ hộ này hôm nay lại hiện thân. Người nghe thấy câu nói kia của sở thanh mặc chỉ có một số ít, giờ phút này bọn họ cũng bị sợ ngây người rồi, hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi. Càng nhiều người cơ bản không biết tại sao thần thủ hộ của họ lại hiện ra ở nơi này. Phong Giang Hải đang ác chiến với Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung cũng ngây dại, thậm chí gã ngừng tay, ngây ngốc nhìn lên con quái vật lớn trên không trung lầm bầm. Lão Tổ Hỏa Long, làm sao lại xuất quan hiền lộ chân thân chứ? hai người tiếu vạn quân và lý phương trung trong nháy mắt đều hiện lên sắc mặt vô cùng vui mừng bọn họ sở dĩ không hề lo lắng như vậy chính là vì sự tồn tại của hoàng long giờ thì liếc mắt nhìn nhau cùng nhau tấn công phong giang hải cơ hội thế này bọn họ đều hiểu phải biết lợi dụng phong giang hải nổi giận gầm lên một tiếng tránh khỏi một đao công kích của lý phương trung nhưng bị một trưởng của tiếu vạn quân đánh vào ngực lập tức phun ra một ngụm máu tươi phong ra giận dữ thét lão tổ hoàng long xin ngài giết tên côn đồ làm hại linh vận môn này đi Hỏa Long không trả lời mà bắn một luồng uy áp về phía máy đệ tử linh vận môn đang khống chế Phương Lan. Bịch 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 bịch, liên tiếp bốn âm thanh vang lên, cơ thể của bốn đệ tử linh vận môn bị nổ vỡ nát, khủng bố hơn là cơ thể của họ tuy là bị bổ vỡ nát nhưng dường như có một tầng gì đó vô hình bao bọc cơ thể vỡ nát của họ ngăn không cho chút nào rơi xuống người Phương Lan. Cảnh này làm chấn kinh mọi người. Phong Giang hài nhìn mà trợn mắt há mồm, hét lớn. "Lão tổ Hỏa Long, sai rồi, bọn họ là người mình mà." Hỏa Long lại không trả lời mà đưa một luồng uy áp khác bắn thẳng về phía Phong Giang Hải, Phong Giang Hải lập tức cảm giác được có một luồng áp lực kinh thiên truyền tới, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể gần như bị luồng uy áp này đè đến vỡ mất, gã cố nén sự thống khổ kinh khủng này lại, ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu hỏi Hỏa Long đang trên bầu trời. Vì sao? Không vì sao cả, Phong gia các người đều đáng chết. Hỏa Long cuối cùng đã mở miệng, thanh âm trầm thấp Bên trong còn mang theo sự phẫn nộ vô tận. Oan uổng quá." Phong Giang Hải điên cuồng rít gào. "Lão tổ Hỏa Long, Phong Gia ta đối với ngài từ trước đến nay đều tôn trọng, coi ngài trở thành thần thủ hộ của linh vận môn ta, chưa từng có lỗi với ngài đúng không?" "Không có." Hỏa Long mở miệng lần nữa. "Vậy tại sao? Vì sao ngài phải làm như vậy?" Phong Giang Hải lớn tiếng nói. "Tổ tiên Phong Gia ta còn từng ước định với ngài" Tâm mồm hỏa long lập tức rít gào một tiếng trực tiếp quát phong giang hải ngưng lại vừa nghe đến cái ước định đã từng kia hỏa long còn có cảm giác tức giận không nhịn được năm đó nếu không phải nó cả tin tên lừa gạt phong hàn thủy kia thì làm sao lại bị lừa nhiều năm như vậy mặc dù nếu không có lời nói dối năm đó của phong hàn thủy thì nó cũng không có khả năng gặp được người thân có khí tức ngũ hành là sở thanh mặc nhưng nó lại không hề cảm kích phong hàn thủy mà ngược lại ở sâu trong tâm hồn cực hận phong hàn thủy bởi vì tên tu sĩ loài người chết tiệt bé nhỏ kia lại dám lừa gạt nó quả thực là chết trăm lần không đền được tội hỏa long bây giờ muốn quên đi nhất là chuyện này ấy thế mà phong giang hải không biết sống chết đi nhắc tới nó làm sao lại không giận cho được phong giang hải vừa oan ức vừa vẫn nộ đến cực điểm nhưng trên mặt vẫn vết chữ mộng thật to đến bây giờ gã cũng không hiểu hết thảy chuyện này là tại sao được thiên minh dịch dung thành hình dáng của chu thanh vân lèn vào hắc lao phát hiện ra tên tu sĩ kia giả dạng phương lan thì đánh chết sau đó thuận tay cứu hai lão già tiếu vạn quân và lý phương trung sớm biết như thế thì nên giết hết họ sớm rồi những điều đó Phong Giang Hải đều có thể lý giải được, cũng có thể nghĩ thông suốt. Nhưng vấn đề là lão tổ Hỏa Long đang êm đẹp, tại sao đột nhiên lại đứng về phía đối lập binh vận môn? Chẳng lẽ lục thiên minh này cho nó lợi ích gì? Phong Giang Hải cảm thấy đó thực sự là chuyện hoang đường, quá hoang đường. Lục thiên minh cho dù là hùng mạnh thế nào, có sức chiến đấu khủng bố thế nào cũng chỉ là một tu sĩ linh giới thôi. Tổ tiên Phong Hàn Thủy của mình năm đó ở cảnh giới nào, thân phận địa vị thế nào, cũng chưa thể làm cho Hỏa Long vì ông ấy mà ra sức như vậy. Lục thiên minh này dựa vào cái gì? điều này quả thực là không thể hiểu được nhưng hiểu được cũng tốt mà không hiểu cũng vậy gã đều không có cơ hội đi tự hỏi vấn đề này nữa bởi vì hai người tiếu vạn quân và lý phương trung đã cười lạnh đi về phía gã trong lòng của phong giang hải lập tức lạnh run không nhịn được la lớn về phía hỏa long lão tổ hỏa long ta không phục hỏa long cơ bản là lười phản ứng lại với loại người như phong giang hải tiểu tu sĩ ở cảnh giới này trước kia ở trong mắt nó chỉ là con kiến bây giờ trong mắt nó vẫn là con kiến đừng nói phong giang hải tất cả mọi người ở đây ngoại trừ tiểu tử thân có khí tức ngũ hành ra ở trong mắt nó tất cả đều là con kiến một con cự long làm sao lại có hứng thú giao lưu với bầy kiến hôi làm thế đơn giản là tự hạ thấp giá trị con người năm đó vất đắc dĩ mới đạt thành hiệp nghị kia với phong hàn thủy của phong gia bây giờ nó đã tìm được người có thể giải cứu nó rồi làm sao lại để ý tới đám người kia lúc này tiếu vạn quân đã đi tới trước mặt phong giang hải bây giờ cơ thể của ông ta cũng bị thương rất nặng nhìn cũng có chút rách dưới nhưng lại không có bất kỳ sự thống khổ nào, ngược lại còn tràn đầy vui vẻ vì sắp báo được thù. Lý Phương Trung cũng giống vậy, cơ thể rách tung tóe, nửa cánh tay bị mất, đi tới trước mặt Phong Giang Hải, lạnh giọng nói. Phong Giang Hải, ngươi còn lời gì muốn nói nữa không? Hai vị sư bá, các ngươi thật sự muốn giết ta sao? Phong Giang Hải cười thảm nói. Vậy thì ra tay đi, không còn chuyện gì để nói nữa. Năm đó các người làm ra chuyện đại nghịch bất đạo kia, cha ta cũng chỉ phong ấn các người rồi nhốt ở hắc lao cũng không giết các người hôm nay các người đã trốn thoát tự do muốn báo thù thì tới đi tiểu chất không một câu oán hận ha 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 tiếu vạn quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười hô hố sau đó nhìn phong giang hải bây giờ lại tự xưng tiểu chất rồi hả biết gọi chúng ta là sư bá mà không phải nghiến răng nghiến lợi nói muốn giết hai lão già bất tử rồi hả còn nữa ngươi còn có mặt mũi lôi chuyện nam đó ra sao cha của ngươi không giết chúng ta là ân tình, chết đến nơi rồi còn đổi tráng thay đen, có ý gì hả? Không cần nói lời vô nghĩa với nó, Lý Phương Trung nói xong thẳng tay hung hăng tung một quyền đánh về phía đan điền của Phong Giang Hải. Bịch, một tiếng trầm đục vang lên, khóe miệng của Phong Giang Hải tràn ra rất nhiều máu tươi. Một quyền này của Lý Phương Trung thẳng tay hủy đan điền của gã, ngay cả Nguyên Anh, cũng bị thương nặng, dưới áp chế uy áp của Hỏa Long, Phong Giang Hải hoàn toàn không có sức phản kháng. Nguyên Anh cũng không có cách nào bỏ chạy, chỉ có thể nhận một chiêu này. Trên mặt của Phong Giang Hải hiện lên vẻ thống khổ, cắn răng nói. Hôm nay các người giết ta, tương lai sẽ có một ngày cha ta, còn có tổ tiên của Phong Gia nhất định sẽ báo thù dừa hận cho ta, chu diệt cửu tộc các người. Bịch, Lý Phương Trung lại giáng một quyền vào đan điền của Phong Giang Hải. Không cần phải nói lời vô nghĩa, tổ tiên Phong Gia các người đều đáng chết. Phóc, Phong Giang Hải lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người gần như bị một quyền này đánh cho gần chết, trên bụng xuất hiện một lỗ máu rất lớn, trong đan điền vốn nguyên anh đã trọng thương thì lại bị một quyền này của Lý Phương Trung cứng rắn đánh nát. Lúc này Hỏa Long cũng thu hồi lại uy áp lại cơ thể, một tia sáng hiện lên, thân hình biến mất. Nó đã làm việc nên làm, cũng không có hứng thú ở lại đây nữa, về thẳng Hòa Long bôi. Trong mắt của Phong Giang Hải tràn đầy vẻ oán độc, nhìn Lý Phương Trung không nói lên lời. Trên nắm tay của Lý Phương Trung tràn đầy máu tươi của Phong Giang Hải, cười lạnh, một kiếm chém đầu của phong giang hải sở thanh mặc đã cứu được phương lan ra tay phá giải phong ấn trên người nàng phương lan nằm trong ngực sở thanh mặc khóc giống lên dù sao cũng là một cô gái trẻ ca phải chuyện này không sụp đổ đã là kiên cường rồi sư phụ đã làm liên lụy tới ngươi giờ không sao nữa rồi sở thanh mặc vỗ lưng phương lan nhẹ nhàng an ủi tuy rằng hai người chẳng chênh nhau mấy tuổi nhưng giờ phút này sở thanh mặc chân chính cảm nhận được trách nhiệm của một sư phụ phong hoa đứng bên kia trơ mắt nhìn phụ thân của mình bị đánh chết nhưng gã chỉ cán môi không dám hé ra tiếng nào sau đó là một hành động không tưởng gã xoay người bỏ chạy tất cả đệ tử của linh vận môn nhìn thấy vậy đều ngây người trưởng môn chết không ngờ thiếu chủ lại chạy trốn vậy bọn họ còn ở chỗ này làm gì nhất thời tất cả các tu sĩ ở linh vận môn đều hành động giống nhau điên cuồng chạy trốn tàn đàn xẻ nghé linh vận môn gần như tan vỡ sở thanh mặc nhìn thoáng qua hướng phong hoa trốn hắn không đuổi theo vì hắn biết Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung chắc chắn hận phong thị huyết mạch đến tận xương, sẽ không bỏ qua phong hoa. Quả nhiên, Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung lập tức bay lên đuổi theo, nhiều cỏ phải nhỏ tận gốc, bọn họ tuyệt đối không lưu một mầm tai họa như vậy trên thế gian này. Toàn bộ người ở linh vận môn chỉ có một người không chạy trốn, ngược lại, còn thất thiểu chạy đến chỗ phong Giang Hải. Người này là phong Giang Sơn, anh ruột của phong Giang Hải, trong mắt phong hoa, phong Giang Sơn chỉ là người yếu đuối vô năng, nhưng vào lúc đến con ruột như phong hoa còn bỏ trốn mất dạng, Phong Giang Sơn lại không biết lấy dũng khí từ đâu, xông đến chỗ đệ đệ của mình, nước mắt rưng rưng, miệng còn lầm bẩm Huynh đệ, sao phải như vậy chứ? Không phải mọi chuyện đều đang tốt sao? Sao người phải dính vào vũng nước đục này làm gì? Nhắc đến cũng hơi kỳ cục, Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung hận người họ Phong đến tận xương, nhưng hai người này lại đều không để ý đến Phong Giang Sơn, cũng chẳng buồn ra tay mà chỉ đuổi theo Phong Hoa. Sở thanh mặc nhìn Phong Giang Sơn, Hắn nhớ rõ ngày đó Phong Giang Sơn có đến cầm Tú Thành nhưng lão cũng không động thủ. Sở thanh mặc thấy Phong Giang Sơn lao đến ôm lấy thi thể của Phong Giang Hải, quỳ xuống khóc giống lên. Người đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh cao, chẳng mấy năm nữa là có thể phi thăng tiên giới. Linh vận môn vẫn là linh vận môn. Vì sao ngươi lại động tâm với đề nghị của huyết ma giáo chứ? Vì sao? Phong Giang Sơn khóc thảm thiết. Vừa run rẩy sửa lại quần áo cho Phong Giang Hải, Phong Giang Sơn vừa khóc vừa nói. Ta biết ngươi vẫn kinh thường ta, người cháu kia cũng khinh tài yếu đuối vô năng các ngươi luôn nói giới tu hành tàn khốc vô tình tình nghĩa không đáng giá phải sát phạt quyết đoán không cần quan tâm đến thiện ác đạo lý ở trong tay kẻ mạnh nhưng các ngươi lại quên các ngươi không phải người hùng mạnh nhất vẫn luôn có người mạnh hơn như vậy ai mới là người nắm đạo lý chứ phương lan đã bình ổn được cảm xúc ngượng ngùng ngẩng đầu tò mò nhìn phong giang sơn hạ giọng nói con biết người này lúc trước y còn đánh một trận với ngô huy tiền bối ở cầm tú thành đó ừ sở thanh mặc gật đầu nhìn phương lan nói chúng ta đi thôi cùng quay về cầm tú thành vậy người này thì xử lý thế nào ạ phương lan trần trừ hỏi sở thanh mặc sở thanh mặc cười cười người hận y phương lan ngẩn ra lắc đầu nói oan có đầu nợ có chủ cái tên đáng hận đã chết rồi còn một tên thì chạy trốn nhưng con tin ngã sẽ không thoát khỏi sự đối giết của hai vị tiền bối vậy thì kết thúc chúng ta đi thôi sở thanh mặc cười nói nhưng sư phụ mọi người đều nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mà phương lan yếu ớt nhìn sở thanh mặc đây cũng không phải bản tính của nàng nhưng nàng không muốn lại có sự việc tương tự tái diễn nàng lo lắng cho sở thanh mặc hơn không việc gì nếu người này chết linh vận môn triệt đề tan vỡ luôn đi sở thanh mặc than nhẹ đi thẳng về phía trước linh vận môn sụp đổ thì liên quan gì đến chúng ta đâu ạ phương lan theo sau sở thanh mặc nhẹ giọng hỏi hai người nói chuyện cũng không để ý giấu giếm. Phong Giang Sơn nghe thấy, nhìn một nam một nữ đang đi, cảm thấy khó hiểu. Chỉ nghe thấy sở thanh mặc nói. Linh vận môn sụp đổ không liên quan hệ gì nhiều với chúng ta, nhưng vì chuyện này sẽ có nhiều người phải chết. Còn hơi hiểu rồi ạ, à, nếu người này mất đi, môn phái như rắn không đầu, các đệ tử sẽ bắt đầu tranh giành quyền lợi đúng không sư phụ? Thanh âm của Phương Lan truyền đến tai Phong Giang Sơn, Phong Giang Sơn kích động, muốn nghe người kia trả lời thế nào đúng vậy mặc dù linh vận môn có nhiều kẻ xấu nhưng cũng có rất nhiều người bình thường chưa đến nỗi phải chết sở thanh mặc mỉm cười nhìn phương lan giới tu hành kỳ thật cũng không thần bí tàn khốc như nhiều người nói một số người tu luyện chỉ vì muốn sống lâu hơn ngày tháng trôi qua dễ dàng hơn bọn họ không có gì sai cả hóa ra là như vậy đồ nhi hiểu rồi ạ sư phụ ngài thật lương thiện lương thiện ư ừ, sư phụ ta cũng có lúc lãnh huyết đó đối đãi kẻ thù thì phải máu lạnh bọn họ đều là người xấu ngay cả con đều hận không thể chặt họ làm vài khúc ý thân ảnh hai người càng lúc càng xa phong giang sơn ngồi đờ đẫn nở một nụ cười khổ nhìn phong giang hải chết không nhắm mắt thì thào huynh đệ người nghe thấy không lần này ngươi thật sự sai rồi trên đời này không phải tất cả mọi người đều như ngươi nghĩ không nên chỉ từ một cá nhân mà đánh giá tất cả mọi người phong giang sơn nói xong chậm rãi đứng dậy đồng thời truyền lời của mình vang vọng toàn bộ linh vận môn. Đệ tử linh vận môn nghe lệnh, ta là Phong Giang Sơn, trưởng môn đã chết, thiếu chủ bỏ trốn, hiện tại, ta tạm đương chức trưởng môn của linh vận môn. Tất cả đệ tử lập tức tập trung tại hắc ngục, tai nạn đã qua, linh vận môn cần các ngươi. Từ hôm nay trở đi, linh vận môn bắt đầu phong núi, trong 100 năm, bất cứ người nào cũng không được rời khỏi linh vận môn nửa bước, hơn nữa. Sở Thanh Mặc và Phương Lan đã đi xa nhưng thanh âm của Phong Giang Sơn vẫn truyền vào tai của họ. Phương Lan nhìn sư phụ, sùng bái nói. Sư phụ, ngài biết Phong Giang Sơn sẽ làm như vậy đúng không ạ? Sở thanh mặc khẽ mỉm cười, dừng bước nhìn Phương Lan nói. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, Phong Giang Sơn đúng là khác hẳn đệ đệ Phong Giang Hải. Cứ nhìn Phong Hoa có thể trơ mắt nhìn phụ thân bỏ xong, xoay người bỏ chạy, trong khi đó Phong Giang Sơn vẫn ở lại là có thể thấy được rồi. Cho nên từ nay về sau Linh Vận Môn sẽ không tới gây phiền cho chúng ta đúng không ạ? Phương Lan vẫn còn hơi khiếp đảm, tim đập thình thịch. Sở thanh mặc cười cười, Hoành ngược lại. Ngươi nghĩ sao? Con thấy không có khả năng lắm, dù phong gian sơn không ngăn cản, họ cũng không có dũng cảm đi gây chuyện. Nói xong, Phương Lan lại le lưỡi. Bộ dáng lúc chiến đấu của sư phụ lúc chiến đấu quá khí phách rồi. Ha ha, đi thôi, về cầm tú thành, sư phụ sẽ chủ trì hôn lễ cho các ngươi. Sở thanh mặc nói, Phương Lan vui mừng gật đầu, con nghe theo ngài ạ. Chủ nhân, tiếu vạn quân khom người trước sở thanh mặc, trầm giọng nói. Chuyện của chúng ta đã kết thúc, tiếp sau đây, tính mạng chúng ta chính là của chủ nhân rồi ạ. Lý Phương Trung đứng bên cạnh cũng gật đầu, sau đó, ông quay người lại nhìn Linh Vận Môn ở phía sau nói. Chủ nhân có thể buông tha Linh Vận Môn không? Buông tha ư, sở thanh mặc hơi ngẩn ra, nhíu mày nhìn Lý Phương Trung nói. Hai người các ngươi không hận Linh Vận Môn sao? đây là môn phái do phong thị dựng lên các ngươi chưa từng nghĩ đến việc hủy diệt nó ư ừ. tiếu vạn quân lắc đầu nói chính xác năm đó hai người chúng ta cũng nghĩ nếu có một ngày thoát khỏi lao ngục chắc chắn sẽ chọc ngoái linh vận môn long trời lở đất phá hủy hoàn toàn vì chúng ta thấy linh vận môn nợ chúng ta quá nhiều lý phương trung nói tiếp đúng vậy đến tận lúc nhìn thấy chủ nhân chúng ta vẫn giữ suy nghĩ đó tuy nhiên khi chúng ta thật sự thoát ra đánh chết phong giang hải và phong hoa chúng ta đột nhiên cảm thấy chúng ta chỉ có thủ oán với phong thị còn linh vận môn cũng không làm gì chúng ta mà nếu không có nó chúng ta cũng không có ngày hôm nay tiếu vạn quân nói năm đó chúng ta thất bại trong việc tranh đoạt chức trưởng môn với phong bất biến chẳng qua chỉ giống như thắng làm vua thua làm giặc hiện tại đã đánh chết con cháu của phong bất biến mối hận này cũng giải được không ít dù thế nào linh vận môn cũng vẫn là sư môn của chúng ta dù nó là do phong thị sáng lập nhưng chúng ta không muốn phá hủy nó nữa mong chủ nhân thành toàn xin chủ nhân thành toàn lý phương trung cũng không người hành lễ sở thanh mặc mỉm cười đi thôi ta cũng không có ý làm khó bọn họ tiếu vạn quân và lý phương trung hơi ngạc nhiên nhìn sở thanh mặc ngẩn người còn đứng đó làm gì chẳng lẽ các ngươi đổi ý rồi à sở thanh mặc cười cười nhìn hai người không không phải ạ à. tiếu vạn quân liên tục xua tay sau đó cười khổ chủ nhân có tấm lòng rộng lớn chúng ta đã làm điều thừa rồi lý phương trung cũng nói kỳ thật lúc thấy ngài đi ra khỏi sơn môn đáng lẽ chúng ta nên nghĩ ra mới phải phương lan hơi ngạc nhiên nhìn hai lão nhân quần áo làm lũ trước mắt nàng không biết vì sao hai người mạnh như vậy lại gọi sư phụ mình là chủ nhân tiếu vạn quân lại quay sang phương lan hơi không người nói lão nô tiếu vạn quân bái kiến tiểu thư lý phương trung cũng tương tự lão nô lý phương trung bái kiến tiểu thư đồ đệ của chủ nhân tự nhiên là tiểu thư của bọn họ nhưng Phương Lan chưa gặp trường hợp này bao giờ, lúng cuống nhìn Sở Thanh Mặc. Sở Thanh Mặc gật đầu nói. Hai người bọn họ đã nhận ta làm chủ, sau này, ngươi chính là tiểu thư của bọn họ. Phương Lan nghe Sở Thanh Mặc nói trắng ra như vậy, hơi lo lắng nhìn về phía hai người vừa đại chiến trên không với Phong Giang Hải. Phương Lan biết cảnh giới của Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung cao hơn sư phụ rất nhiều. Lúc này sư phụ nói vậy không biết hai người này có bất mãn gì hay không. Nhưng Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung chỉ cười tủm tỉm gật đầu, không thể hiện tí xíu bất mãn nào hết phương lan ngạc nhiên trong lòng lại càng thêm kính trọng và ngưỡng mộ sư phụ của mình hiện phương lan có chút mâu thuẫn với hôn nhân sắp tới nàng không nghĩ mình có cảm giác yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm với kim minh nhưng nàng và gia tộc của nàng đều nợ kim minh quá nhiều hơn nữa kim minh đối với nàng quá tốt phần tình cảm chân thành kiên định như vậy cũng đủ khiến phương lan cảm động phương lan nghĩ kết quả hiện tại là tốt nhất rồi dù quá trình có nhiều khó khăn nhưng kết quả có thể coi là tốt đẹp ví dụ việc của linh vận môn này Lúc trước Phương Lan từng nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất là mình mất mạng, nhưng nàng không ngờ sư phụ của mình lại mạnh như vậy, gần như chỉ dùng sức một người mà lật đổ cả một môn phái hùng mạnh, có thể phía trước còn nhiều nguy hiểm, nhưng Phương Lan có thể thản nhiên đối mặt, không sợ hãi như vậy nữa. Một đoàn bốn người cứ thế bay về cầm tú thành, nhưng bọn họ không nghĩ tới, cùng thời gian, Kim Minh lại đang đối mặt với nguy hiểm tổ cùng trong cầm tú thành. Sau khi sở thanh mặc đi, Linh vận môn trực tiếp phái người phong tỏa cầm tú thành, chỉ cho phép vào, không cho phép ra, khiến cho trong cầm tú thành oán than dậy đất nhưng lại không một ai dám công khai phản đối vì một số người đứng ra đều đã bị chấn áp chết rất thảm lục thiên duyệt và lục thiên kỳ đang khốn khổ chống đỡ lục gia mai lục thiên duyệt còn có thân phận là đệ tử của trường môn linh động sơn đám người linh vận môn hơi e rè một chút nhưng thực ra đám này đang đợi tin tức từ môn phái của mình chỉ cần môn phái truyền tin lục thiên minh đã chết cả cầm tú thành sẽ bị huyết tẩy lục gia có chỗ dựa là linh động sơn cũng chẳng làm được gì lúc trước kim minh đã bị thương nặng nếu không phải sở thanh mặc cho kim minh ăn đan dược kim minh có thể đã chết nên trong thời gian này kim minh vẫn ở trong nhà dưỡng thương y biết phương lan đã bị bắt đi nhưng y bất lực trong lòng rất thống khổ cũng vì thế mà toàn bộ kim gia không ai dám đề cập chuyện này trước mặt kim minh dù thế sâu trong nội tâm kim minh vẫn đau khổ y thậm chí không biết phương lan hiện tại đã chết hay vẫn còn sống mặc dù tin tưởng lục thiên minh nhưng kim minh không nghĩ một tu sĩ kim đan như lục thiên minh có thể vào linh vận môn cứu Phương Lan về, nên vài ngày nay, Kim Minh luôn suy nghĩ cách thoát khỏi cầm tú thành, sau đó lặng lẽ tiến vào linh vận môn, giải cứu Phương Lan. Ý tưởng này có vẻ hoang đường nhưng đối với một người nam nhân, sao có thể làm ngơ khi người mình yêu bị bắt cơ chứ? Từ nhà họ Kim có một đường hầm thông thẳng tới nơi cách cầm tú thành hơn 30 lý. Lúc Kim Minh sắp khôi phục hoàn toàn, đã quyết định sẽ lặng lẽ đi khỏi cầm tú thành, nhưng trước hết, Kim Minh phải tìm cách lừa được người nhà vì nếu người kim gia biết y muốn đi chắc chắn sẽ ngăn cản y thực hiện ý tưởng điên rồ này một người còn chưa lên kim đan đã muốn đến linh vận môn ngoại trừ đi chết thì làm được gì chứ nên kim minh khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tránh thoát được người kim gia sau đó lặng lẽ một thân một mình chạy vào lối đi bí mật mà kim gia đã xây dựng từ mấy trăm năm trước kim minh không biết chân trước y vừa ly khai phía sau đã có người vụng trộm truyền tin này ra ngoài nên khi kim minh mang tâm trạng bất an vất vả đi ra thông đạo nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài liền thấy lạnh cả người một đám người của linh vận môn đã đứng ngoài chờ y kim minh chết rất oan ức y bị người trong nhà bán đứng không lâu sau khi linh vận môn phong tỏa cầm tú thành anh ruột của kim minh kim hiền không chịu được áp lực trong sự tuyệt vọng đã âm thầm đầu quân với linh vận môn lấy mạng mình thế vĩnh viễn không phản bội theo kim hiền lục thiên minh gần như không có cơ hội nào chắc chắn phải chết kim hiền là con cả đã gần 50 tuổi phi thường khiêm tốn rất ít gây thù kết oán mặc dù bên ngoài không có tiếng tăm nhưng lại có địa vị cao trong kim gia. Lúc kim đông nam là gia chủ của kim gia, kim hiền chính là người thừa kế, vẫn thường giúp phụ thân xử lý nhiều việc, là cách tay đắc lực của kim đông nam. Sau khi kim đông nam mất, kim hiền hận sở thanh mặc, đã cho rằng sở thanh mặc là người hại chết phụ thân mình. Nếu không vì sở thanh mặc, sao cẩm tú thành có thể gặp kiếp nạn như thế, kim gia sao có thể bị đả kích lớn như vậy. Gã lại chưa từng nghĩ, kể cả không có sở thanh mặc, một khi tin tức tam đại gia tộc trong cầm tú thành lấy được lợi ích lớn trong di tích bịt du yển đi kết cục của tam đại gia tộc cũng không tốt hơn bây giờ là mấy thất phu vô tội hoài bích có tội tam đại gia tộc lấy được đồ tốt trong di chỉ thanh hương môn đã khiến vô số người liên cuồng nhưng con người thường hay đổ lỗi cho người khác trên đời này hiếm mà có thánh nhân kim hiền không ngoại lệ mặc dù tên gã có một chữ hiền trước giờ cũng thể hiện mình là người lương thiện nhưng sau khi phụ thân ngã xuống gã hoàn toàn thay đổi trước đây khi chưa tạm giữ chức gia chủ kim gia trong lòng kim hiền chưa bao giờ kiêng kỵ đệ đệ kim minh tâm tư này chỉ có khi gã bắt đầu đương quyền gia chủ tạm thời của kim gia lẽ ra khi kim đông nam ngã xuống các trưởng lão nên tuyên bố kim hiền là gia chủ mặc dù có thể nói tạm thời giữ chức nhưng thời gian tạm thời đáng lẽ cũng chỉ ngắn thôi chẳng mấy mà đổi thành chính thức mới phải dù sao chuyện kim hiền làm gia chủ kim gia là chuyện kinh thiên địa nghĩa không ai phản đối nhưng vấn đề chính là ở chỗ này chữ tạm thời kia mãi vẫn không xóa điều này có quan hệ trực tiếp tới đệ đệ Kim Minh của gã. Nếu giống như quá khứ, Kim Minh sẽ không có uy hiếp gì cả, vì cho tới nay, tâm trí của Kim Minh chưa bao giờ đặt vào việc tranh đoạt vị trí gia chủ, so với vài ca ca, Kim Minh hầu như không có hứng thú với quyền thế. Nhưng hiện tại không giống, y có một vị hôn thề mạnh mẽ, đó là Phương Lan, nguyên nhân là từ chính nữ nhân này. Khi Kim Đông Nam còn sống cũng khen Phương Lan không dứt miệng, mặc dù cô nương này xuất thân từ chấn nhỏ, nhưng hiền lương thục đức, lại trí tuệ hơn người quan trọng nhất thiên phú còn cực tốt có thể lấy nàng làm con dâu là may mắn của kim gia cứ như vậy phương lan có một vị trí đặc thù trong suy nghĩ của người kim gia nhưng một đám thê thiếp của kim hiền không một ai được thừa nhận như vậy hơn nữa kim hiền lại càng kiêng kỵ sư phụ của phương lan lục thiên minh thanh niên này xuất hiện đột ngột vô cùng đáng sợ điều tiên chỉ ở trúc cơ mà tiêu diệt một đám đệ từ thân truyền kim đan kỳ của huyết mang giáo sau đó không biết dùng biện pháp gì mà cảnh giới tăng rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến kim đan bị lực lượng tinh nhuệ lớn của linh vận môn vây công vẫn có thể trốn thoát lại còn giết được thêm một đám trâu đổi linh vận môn trong lòng bàn tay sự can đảm này chiến lược này hoàn toàn chỉ có trên người của tuyệt thế thiên kiêu ít nhất đến giờ kim hiền còn chưa nghe nói linh giới có người trẻ tuổi nào có bản lĩnh như vậy đến trưởng môn linh vận môn phong giang hải cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời tức giận gào rú bó tay hoàn toàn một người đáng sợ như vậy lại là sư phụ của hôn thiệt kim minh nếu lục thiên minh có thể chống đỡ qua khỏi kiếp nạn với linh vận môn sau này trưởng thành chán chắn là một đại nhân vật có một người cường đại sau lưng như vậy kim minh muốn trở thành gia chủ đúng là dễ như trở bàn tay lúc nào làm cũng được khi suy nghĩ này bắt đầu nhen nhóm kim hiền đã động sát tâm với kim minh đế vương không có thân tình trong đại gia tộc thân tình cũng như thứ đồ xa xỉ mà thôi người giống gia chủ kim đông nam là cực ít kim hiền nổi sát tâm nhưng không muốn tự tay giết đệ đệ Cánh cái danh giết anh em trong nhà nên gã muốn mượn tay linh vận môn để diệt trừ kim minh như vậy dù thế nào kim hiền cũng không bị thiệt nếu kỳ tích xuất hiện lục thiên minh có thể vượt qua đồi giết của linh vận môn để trở về kim minh chết trong tay người của linh vận môn không quan hệ gì với kim hiền nếu lục thiên minh chết gã bán đứng kim minh sẽ trở thành hành động quân pháp bất vị thân mà thôi đến lúc đó lại có được lợi ích từ phía linh vận môn khiêm tốn chỉ là lớp vỏ ngụy trang thật sự kim hiền là một kẻ lãnh huyết ích kỷ nhưng toàn bộ kim gia gần như không ai nhìn ra được nên kim minh chết cực oan ức vì đến bây giờ y cũng không muốn tranh đoạt gì, chỉ quan tâm đến Phương Lan, mà Kim Minh cũng là người nặng tình, sẽ không bao giờ làm mấy chuyện tàn sát anh em. Đến chết Kim Minh cũng không biết, mình bị anh ruột bán đứng, trước khi chết, trong lòng Kim Minh chỉ nghĩ về Phương Lan. Rất xin lỗi Lan Nhi, đời này ta không làm trượng phu của ngươi được, không thể yêu thương ngươi, cùng ngươi đi hết cuối con đường. Rất xin lỗi. Thời khắc Kim Minh chết, Phương Lan đang cách cẩm tú thành mười mấy vạn dặm, đột nhiên cảm thấy thẳng thốt, đau đớn. Nước mắt không hiểu sao cứ chảy ra. Sao thế Phương Lan? Sở Thanh Mặc, Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung đều nghi hoặc nhìn Phương Lan, trên mặt nàng đau khổ, nhưng mắt lại mờ mịt. Con cũng không biết, chỉ cảm thấy như một vật gì đó rất quan trọng đã biến mất, không biết vì sao mà trong lòng cực kỳ khổ sở. Sở Thanh Mặc nhíu mày, trầm giọng nói: "Không lẽ Cẩm Tú Thành đã xảy ra chuyện?" Phương Lan khẽ run, thanh âm cũng run rẩy theo. "Sẽ không." tăng tốc thôi sở thanh mặc nói xong kéo tay phương lan tốc độ tăng gấp đôi trong nháy mắt tiếu vạn quân và lý phương chung nhìn nhau đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương đồng thời lại gật gật đầu tuyệt thế thiên kiêu từ thiên giới đúng là khác người tốc độ của đoàn người tăng lên càng ngày càng đến gần cầm tú thành tòa thành rộng lớn hiện ra trước mắt nhưng khi sở thanh mặc nhìn thấy cửa thành thân mình chấn động hô lên thất thanh kim minh cảnh giới của phương lan thấp hơn nhưng liếc một cái cũng nhìn thấy Kim Minh bị treo trên cổng thành, không biết đã chết từ lúc nào, đầu óc nàng trống rỗng, cả người ngây dại, nước mắt không ngừng chảy, trước mặt tối sầm, đột nhiên ngất đi. Sở Thanh Mặc nổi cơn thịnh nộ, mắt bắn ra vô vạn sát ý. Bên cạnh Kim Hiền là một đám người linh vận môn, nhìn nhóm người đang bay đến, cả đám đều cao mày, rốt cục cũng có người nhận ra người đến, hô lên thất thanh. Không tốt, tên sát thần kia đã trở lại. Trời ơi, đúng là lục thiên minh không xong, sát thần đã trở lại. Đi mau, sát thần về rồi, đám đệ tử linh vận môn này đều biết sát thần kia đáng sợ thế nào, mặc dù không biết vì sao lục thiên minh có thể quay về nhưng họ biết, hắn quay về khẳng định bọn họ không sống được, nên theo bản năng, họ đều chạy trốn. Thời điểm sở thanh mặc rời khỏi cầm tú thành đã từng nói, ai dám động đến một người của cầm tú thành, hắn sẽ giết kẻ đó. Hiện giờ bọn họ chẳng những động người của cầm tú thành mà còn lại là vị hôn phu của đồ đệ hắn. Đầu óc có bệnh mới ở lại lúc này. Đầu óc Kim Hiền không có bệnh, gã cũng muốn chạy, vừa nhìn rõ sở thanh mặc, Kim Hiền đã lạnh toát, bị dọa đến hồn bay phách lạc. Dù thế nào gã cũng không nghĩ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Hôm nay gã còn muốn giả bộ, đến đời thi thể của Kim Minh từ đám linh vận môn, tiện nhỏ vài giọt nước mắt cho người khác xem. Để chứng minh huynh đệ bọn họ tình thầm, còn Kim Minh chết là vì y dám ngỗ nghịch với đại nhân của linh vận môn. Cứ như vậy, Kim Hiền có thể thoát khỏi liên quan, mọi người đều biết Phương Lan bị người linh vận môn bắt đi. Kim Minh là vị hôn phu của Phương Lan, chống đối cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng không ai lường được sự đời, sát thần lục thiên minh lại trở về đúng lúc này. Tiếu vạn quân bên cạnh sở thanh mặc trực tiếp bộc lộ khí thế, chấn áp toàn bộ cầm tú thành, ngăn lại đám người linh vận môn đang định chạy trốn, kể cả Kim Hiền, chân đều run rẩy, căn bản không thể đứng thẳng. Quỳ dạp xuống đất, trong lòng những kẻ này lập tức tuyệt vọng, một lục thiên minh đã khiến bọn họ nghe tin sợ mất mật, giờ lại có thể một cao thủ đáng sợ nữa. Kim Hiền quỳ ở đó, cả người run rẩy trong lòng ngập tràn hối hận nếu gã có thể kiên trì một thời gian ngắn không xử lý kim minh gấp như vậy thì sẽ không rơi vào thế bị động như bây giờ sở thanh mặc lao như một tia chớp nháy mắt đứng trên đầu thành hắn đảo con người lạnh lùng qua đám người cuối cùng dừng mắt trên người kim hiền sở thanh mặc hơi kinh ngạc hỏi kim hiền tại sao ngươi lại ở đây sở thanh mặc không thể không ngạc nhiên cho được sở thanh mặc biết kim hiền nhưng chưa từng tức xúc gì chỉ biết gã là con cả của vợ cả kim gia tương lai sẽ là gia chủ của kim gia lẽ ra giờ phút này tất cả các gia tộc phải đối đầu với linh vận môn chứ sao giờ gã lại ở cùng chỗ với đám người linh vận môn thế này được sở thanh mạc hoài nghi kim hiền bị khí tức nguyên anh của tiếu vạn quân áp chế phải thở dốc gian nan nói hóa ra là thiên minh huynh đệ người về thật đúng lúc ta đang muốn đến lấy lại thi thể của đệ đệ ta hu hu kim hiền nói tới đây ra vẻ không chịu đựng được khóc giống lên đệ đệ đáng thương vì đi cứu phương lan mà bị đối phương phát hiện trực tiếp giết luôn thật tội nghiệp mà nói xong kim hiền khóc lớn phương lan dựa vào người sở thanh mặc mới tỉnh táo được chút lại nghe mấy lời này trực tiếp phun máu cả người lung lay suýt nỡ bất tỉnh sở thanh mặc nắm tay phương lan truyền cho nàng chút linh khí trầm giọng nói ngươi phải kiên cường lên mang kim minh về đã muốn khóc thì đợi xử lý chuyện này rồi khóc một thể sở thanh mặc nói xong nhẹ nhàng thở dài Vừa định ăn ủi Kim Hiền vài câu, lại thấy mấy đệ tử của Linh vận môn trợn mắt nhìn Kim Hiền, ánh mắt bất mãn, lòng Sở Thanh mặc trùng xuống, hắn cảm thấy có chuyện. Vì thế, Sở Thanh mặc nhìn đám đệ tử Linh vận môn, lạnh lùng nói: "Các người thật to gan, xem ra lần trước ta giết còn chưa đủ đúng không?" Đám đệ tử bên này tuy biết phải chết, nhưng vẫn không nhịn được phát run nói: "Lục công tử, việc này không thể trách chúng ta, là tên Kim Hiền khốn kiếp, đã bán đứng đệ đệ mình." Đúng vậy, chính gã nói Kim Minh muốn rời đi qua lối đi bí mật của Kim gia, gã báo cho chúng ta, nói chúng ta chặn lại. Một tên đệ tử linh vận môn khác nói. Kim Hiền phẫn nộ quát lớn. Ngậm máu phun người, nói hiêu nói vượn, lục huynh, người không nên tin bọn họ, bọn họ muốn chết còn muốn kéo người khác theo. Ta nhổ vào. Một gã chất sự cao cấp của linh vận môn nghiến răng nghiến lợi nói với Kim Hiền. Họ Kim kia, rõ ràng ngươi hại chết đệ đệ mình còn đổ tội lên người chúng ta, muốn cũng chẳng được đâu người này có cảnh giới kim đan đỉnh cao nhìn sửa thanh mặc cắn răng nói họ lục ta không phục ngươi có năng lực chúng ta không phải đối thủ của ngươi ta cam nguyện chịu chết đến lúc đó trưởng môn sẽ báo thù cho chúng ta nhưng họ kim này cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp chính gã đã, đã báo tin tức hành tung của đệ đệ mình cho chúng ta đó lục huynh đệ chúng ngậm máu phun người ngươi đừng để bị lứa kim hiền khóc lóc đó là em ruột ta là anh em cùng cha cùng mẹ dù ta có điên cũng không có khả năng hại em ruột của mình sở thanh mặc nhíu mày nhìn kim hiền thật ra trong lòng hắn đã có đáp án chẳng qua không có chứng cứ nên chưa ra tay với kim hiền lúc này một gã đệ tử của linh vận môn run rẩy nói lục thiên minh ta có chứng cứ gã trực tiếp lấy một phong thư từ trong ngực nhẹ nhàng đưa cho sở thanh mặc sau đó nhìn kim hiền cười lạnh ngươi không nghĩ ta không hủy thư của ngươi phải không may mà ta còn giữ nó nếu không hôm nay tên xúc sinh nhà ngươi đã lừa được rồi kim hiền không ngờ đối phương có thể giữ lại bức thư này cả người sụi lơ ngã xuống đất phòng thư này đủ để định tội của gã lúc ấy vì phòng người khác biết chuyện gã đã tự tay viết thư chỉ cần sở thanh mặc đem đối chiếu với bút tích của gã là biết gã nói dối sự thật thắng hùng biện dù kim hiền có một trăm cái mồm cũng không biện giải cho mình được nữa sở thanh mặc đọc lướt thư sau đó nhìn kim hiền đang sụi lơ kia muốn nói một chút lại thở dài Chuyện này giao cho Kim gia tự giải quyết. Kim Hiền nghe vậy tuyệt vọng, nếu đem cho Kim gia xử lý, các trưởng lão chắc chắn không tha thứ cho gã. Kim gia có thể tha cho gã chuyện đầu nhập vào linh vận môn nhưng tuyệt đối không chấp nhận được gã bán đứng em ruột của mình, đến em ruột còn phản bội huống chi là người khác. Phương Lan mang xác Kim Minh về, mặt tái nhợt, thống hận nhìn Kim Hiền, nàng nằm mơ cũng không nghĩ Kim Minh lại bị anh ruột mình hại chết. Sở Thanh mặc nhìn đám người linh vận môn. Các ngươi tự sát đi. Đám người không cam lòng muốn phản kháng, thậm chí có tên muốn tự bạo, nhưng bị khí tức của Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung áp chế, không thể làm gì được, nhưng cũng không ai muốn cứ như vậy mà tự sát. Tên chấp sự cấp cao lúc nãy cắn răng nói. Lục Thiên Minh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đấu đến chết với Linh Vận Môn sao? Lục Thiên Minh, hôm nay ngươi giết chúng ta, Linh Vận Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta bất quá chỉ là một đám thi hành mệnh lệnh, sao ngươi không buông tha cho chúng ta chứ? có tên đệ tử gần như suy sụp, giống giận như điên. Sở thanh mặc lạnh lung cười. Đấu đến chết ư, không bỏ qua cho ta ư, các ngươi đúng là một lũ đáng thương. Lý Phương Trung và Tiếu Vạn Quân vẫn trầm mặc, chỉ có thể cảm thấy bi ai thay đám người kia, đổi lại là bọn họ, trong tình huống này cũng sẽ không bỏ qua, chỉ đứng mà không ra tay là việc duy nhất họ có thể làm được. Lục Thiên Minh, trưởng môn của chúng ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Một gã đệ tử không chịu được áp lực lớn, nháy mắt đứng lên, xông đến chỗ sở thanh mặc khí thế tăng cao đây là một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ mặc dù bị áp chế đến thở còn khó thân mình vừa động mồm đã học máu nhưng gã không để ý muốn liều mạng với sở thanh mặc gã muốn tự bạo đó tiếu vạn quân trầm giọng nói soát một ánh đao lóe lên đầu của tu sĩ kim đan hậu kỳ kia bay lên trời xác chết không đầu từ tường thành rơi xuống đất sau đó lại có mấy người muốn cứng rắn chống đỡ áp lực liều mạng với sở thanh mặc nhưng căn bản vô dụng dù không bị áp chế bởi Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung, bọn họ cũng không có khả năng tạo bất cứ thương tổn gì cho Sở Thanh Mặc. Trong chớp mắt, Sở Thanh Mặc đã chém chết cả đám người, không khí nồng đậm huyết tinh, tường thành bị máu tươi nhuộm đỏ. Sở Thanh Mặc hạ giọng nói: "Coi như thu một chút lợi tức cho người, Kim Minh." Mấy đạo thân ảnh từ phương xa bay nhanh đến, Sở Thanh Mặc nhìn qua, không ngờ người đến là Lục Thiên Duyệt và Lục Thiên Kỳ. "Thiên Minh ca ca." Lục Thiên Kỳ gọi. Thiên Minh ca. Đây là lời của Lục Thiên Duyệt. Hai người nhìn thấy sở thanh mặc đều thấy rất bất ngờ, cũng rất vui mừng. Mắt Lục Thiên Kỳ vụt sáng, nàng nhào vào ngực sở thanh mặc, nói. Thiên Minh ca ca, thật tốt quá, người thực sự đã trở lại, ta còn tưởng ngươi. Nói xong, không nhịn được khóc thút thít. Qua một thời gian không thấy, tóc của Lục Thiên Kỳ đã khá dài. Lục Thiên Duyệt cảm thấy khó tin, vui mừng khôn xiết, ánh mắt nhìn sở thanh mặc cũng có chút ý tứ khác nàng thấy lục thiên kỳ đang ở trong ngực sở thanh mặc sở thanh mặc hơi xấu hổ cười cười vỗ vỗ lục thiên kỳ nói đã là gia chủ của gia tộc đệ nhất rồi ngươi cũng nên thận trọng một chút chứ không ngươi không phải người ngoài lục thiên kỳ cảm nhận hơi thở của sở thanh mặc vây quanh mới ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn tỉ tỉ đứng bên le lưỡi cùng lục gia tỉ muội đến còn có một đàn trưởng lão bọn họ không dám nhìn thẳng vào sở thanh mặc hơi hơi sợ hãi sở thanh mặc hơi nhíu mày thấy lục thiên duyệt nháy mắt nhìn Kim Hiền bên cạnh, sở thanh mặc hiểu được một chút, xem chừng mấy trưởng lão lục gia nghĩ mình không về được, trong thời gian này chắc đã tạo khô áp lực cho tỷ muội lục gia, hiện giờ thấy mình chẳng những trở lại, còn dùng thủ đoạn chấp nhoáng chém chết mấy tên đệ tử của Linh Vận Môn, trong lòng chắc chắn kinh sợ. Sở thanh mặc nhìn thoáng qua Lục Thiên Duyệt nói. Yên tâm đi, không sao rồi. Lục Thiên Duyệt hơi ngần ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng lại hơi cao có trông hết sức buồn cười, lại có chút đáng yêu. Nàng khó tin nhìn sở thanh mặc hỏi đều giải quyết xong hết à vấn đề của linh vận môn đã giải quyết triệt đề rồi sở thanh mặc thản nhiên trả lời mấy trưởng lão phía sau lục thiên duyệt đều hít vào một ngụ khí lạnh mà dại ra nhìn sở thanh mặc tin tức sở thanh mặc mang đến quá dọa người sao lại nói vấn đề của linh vận môn đã giải quyết triệt đề chứ giải quyết thế nào bọn họ rất muốn hỏi nhưng không ai đủ dũng khí một số người còn cho rằng lục thiên minh nói dối linh vận môn là bá chủ một phương môn hạ đệ tử vô số trong môn phái có rất nhiều cao thủ dù lục thiên minh có hùng mạnh thế nào cũng không có khả năng đánh nhanh thắng nhanh như vậy đúng là nói đùa chuyện đùa này lại không đáng cười chút nào đám trưởng lão lục ra sau khi khiếp sợ tỉnh táo lại phản ứng đầu tiên đều là không tin nhưng lục thiên duyệt lại hiểu người đứng trước mắt hơn những người khác hắn nói đã giải quyết xong thì có nghĩa là đã xong lục thiên duyệt nhìn một đám trưởng lão đang nghi hoặc thản nhiên nói tốt nhất các ngươi nên tin lời của hắn mặc dù mấy trưởng lão này quy thuận tỉ muội lục thiên duyệt nhưng chuyện có nặng có nhẹ ví dụ chuyện đầu phục linh vận môn lần này lục gia đấu tranh rất dữ dội vài trưởng lão sợ kim gia đoạt trước cảm thấy phải nhanh chóng quyết định nếu không về sau lục gia muốn đầu quân cũng không được linh vận môn coi trọng thậm chí có trưởng lão còn ám chỉ lục thiên du yệt nên suy nghĩ một chút về đề nghị của phong hoa điều này khiến lục thiên duyệt bực mình cũng thấy phẫn nộ lại có chút bất đắc dĩ gia tộc vừa mới ổn định nàng không muốn nhìn thấy lục gia to lớn như vậy lại sụp đổ nên luôn cố gắng chống đỡ kiên định tin rằng lục thiên minh chắc chắn trở lại chỉ có điều nhưng trưởng lão kia không tin như vậy luôn gây áp lực với lục thiên duyệt dù sao bọn họ không muốn bị chôn vùi bởi lửa giận của linh vận môn chỉ có điều mọi việc lại ngoài dự đoán của bọn họ ai cũng không tưởng được lục thiên minh lại sống sót quay trở về người giỏi thật sở thanh mặc nhìn kim hiền lạnh lùng nói đi thôi còn ngồi đó làm gì định diễn trò cho ai xem chứ kim hiền ngẩng đầu đôi mắt đờ đẫn, nhìn sở thanh mặc, cười thê lương. Đi, đi chỗ nào, về kim gia nhận án sao, ta không đi. Kim hiền hô thật to mấy chữ cuối, con mắt tràn ngập phẫn nộ, căm tức nhìn sở thanh mặc. Lục thiên minh, đều vì ngươi, nếu không phải tại ngươi, sao ta phải hãm hại em trai ruột của mình chứ, đó là em ta, cùng cha cùng mẹ, huyết mạch tương liên, cùng chung một dòng máu. Kim Hiền nói xong lại nhìn Phương Lan đang ôm sát Kim Minh, cắn răng nói, còn ngươi, ngươi là đồ tiện nhân, vì sao lại muốn gả vào Kim gia, nếu không vì ngươi, mọi chuyện sẽ không đến nước này, đệ đệ của ta bị ngươi hại chết, mà Phương Lan tái nhợt, giờ thì trắng bệ rồi. Lý Phương Trung không nhịn nổi nữa, đi ra tát bốc một cái vào mặt Kim Hiền, lạnh lùng quát. Ngươi bán đứng em trai mình còn lắm lý do như vậy, đúng là đồ già mồm ác lẽ phải, khiến người ta buồn nôn. Lực tát của Lý Phương Trung không nhẹ, mặc dù không vận dụng linh lực nhưng vẫn khiến khóe miệng Kim Hiền chảy máu. Ta nhổ vào, Kim Hiền nhổ mấy cái răng nang bị gãy ra, sau đó cố cười nói. Lời ta nói là sự thật, nếu không phải vì Lục Thiên Minh và tiện nhân Phương Lan này, sao ta lại đi hại chết em trai mình làm gì? Nếu Kim Minh không chết, khi Lục Thiên Minh trở về, chỉ cần một câu nói của y, ta sẽ phải ngoan ngoãn sao ra vị trí gia chủ. Dựa vào cái gì chứ? Ta không cam lòng. Sở Thanh mặc ngạc nhiên nhìn Kim Hiền nói. Vì vậy mà ngươi giết anh em ruột của mình sao? Đúng thế. Kim Hiền cắn răng nói, "Ta hận Sở Thanh Mặc, nếu hắn không xuất hiện, Kim gia không có khả năng gặp kiếp nạn lớn như vậy, ta hận ngươi, vì ngươi khiến ta không thể sống được bình an." Mặt Kim Hiền cực kỳ oán độc. "Tại sao ngươi không chết trong lúc bị linh vận môn đuổi giết cơ chứ?" Lục Thiên Duyệt biết thân phận của Sở Thanh Mặc, nghe vậy, khóe miệng không nhịn được giật giật, thầm nghĩ, nếu ngươi biết mấy người ngươi hận đều chỉ là một người, không biết ngươi sẽ có vẻ mặt thế nào đây. Sở Thanh Mặc đồng dạng cũng thấy câm nín hắn nhìn Kim Hiền, cười lạnh nói. Vị trí gia chủ của Kim gia sao, chỉ loại người như ngươi mới điên cuồng vì nó, chứ với ta thì chẳng là cái gì. Người thực sự cho rằng ta sẽ sai Kim Minh đi tranh đoạt một vị trí gia chủ Kim gia nhỏ nhoi chắc. Sở thanh mặc nhìn Kim Hiền sửng sốt, thở dài. Đáng tiếc, Kim Minh là người không quan tâm việc tranh quyền đoạt lợi nhất trong đám con cháu của Kim gia, kết quả lại bị một tên hẹp hỏi ích kỷ hãm hại. Kim Hiền đứng đó, giữ tợn nói. Ngươi nói bậy, Kim gia là đại gia tộc ở Cầm Tú Thành, dù là đại phái như Linh Vận Môn cũng phải nhìn mà thèm nhỏ dãi, sao ngươi lại không động tâm được chứ? Lục Thiên Minh, đừng cho ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi mua chuộc danh tiếng ở Cầm Tú Thành, khiến người của Tam đại gia tộc cảm kích ngươi, ngươi dám nói từ trước tới giờ ngươi chưa từng đánh chủ ý đến Tam đại gia tộc hay không? Kim Hiền như một tên tâm thần, gầm giống giận dữ, tiếng nói truyền đi rất xa. Lúc này đã có không ít người nghe tiếng chạy tới, bao gồm cả người của Kim gia và Hồng gia. Những người này nghe thấy Kim Hiền rít gào, nhưng bọn họ không rõ chuyện gì đang xảy ra, không biết vị gia chủ mới của Kim gia đang cãi cọ với ai. Khi đến gần thấy Sở Thanh Mặc, tất cả đứng ngẩn người, là Lục Thiên Minh ư? Tất cả những người tới đều không thể quên được gương mặt này, khuôn mặt của người trước khi rời khỏi Cầm Tú Thành đã nói rất vang dội. Nhiều câu nói đó đã uy hiếp được Linh Vận Môn, mới khiến cho người của Linh Vận Môn mặc dù phong tỏa thành nhưng cũng không dám làm gì người trong thành trong thời gian dài như vậy. Bọn họ cũng nhớ rõ, trưởng môn của linh vận môn từng nghiến răng nghiến lợi nói sau khi giết chết lục thiên minh sẽ tàn sát toàn bộ cầm tú thành vì lời này mà người trong cầm tú thành mỗi ngày đều cảm thấy bất an hoảng sợ đồng thời cái tên lục thiên minh như trở thành một vị thần trong suy nghĩ của người dân nơi đây được hầu hết mọi người tôn trọng ban đầu còn có vài người nói tai họa này do lục thiên minh gây ra bọn họ bị xính xui xẻo nhưng suy nghĩ này bị nhiều người khác tức giận bác bỏ linh vận môn thèm muốn cầm tú thành không phải chuyện ngày một ngày hai ai mà không nhìn ra đó là một đám cầm thú chứ lục thiên minh chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi cộng thêm sự nỗ lực âm thầm của tỷ muội lục thiên duyệt và lục thiên kỳ nghi ngờ với lục thiên minh cũng dần biến mất đến giờ dù mấy người kim gia đầu nhập linh vận môn cũng không không thể không thừa nhận nếu không vì lục thiên minh toàn bộ cầm tú thành sớm đã bị linh vận môn khống chế quyết tẩy rồi hiện tại lục thiên minh không tổn hao gì xuất hiện ở đây trừ một số người kim gia gần như toàn bộ mọi người đều hưng phấn sau khi biết mấy đệ tử linh vận môn phong tỏa cầm tú thành đều bị giết, bọn họ càng vui hơn, gần như sắp khóc. Sở Thanh mặc đưa phong thư cho người của Kim gia, người mà hắn biết lúc trước, Kim Thiết Cương. Kim Thiết Cương chưa biết đây là Sở Thanh mặc, chỉ biết rằng vị này là người mọi người tôn kính, lục công tử, nên rất khách khí tiếp nhận lá thư. Sau khi đọc qua, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, yên lặng đem phong thư giao cho một trưởng lão của Kim gia bên cạnh. Trưởng lão của Kim gia vừa nhìn thoáng qua, mặt cũng đổi hẳn, tức giận lấy tay chỉ Kim Hiền. Ngươi, ngươi là đồ sức sinh. Mấy trưởng lão truyền tay nhau đọc bức thư, biết được sự việc, đều phẫn nộ và khinh miệt nhìn Kim Hiền. Kim Minh chết, khiến Kim Gia bị đả kích rất lớn. Đúng lúc này, Kim Hiền lại đứng ra nói nên đầu nhập vào Linh Vận Môn, còn tỏ vẻ trước mặt các trưởng lão rằng gã không sợ chết. Linh Vận Môn giết đệ đệ của gã. Gã rất hận nhưng Kim Gia không thể chịu thêm tổn thất như vậy nữa. Gã nói gã không muốn nhìn thấy thi thể của tổng nhân lại bị treo trên hành cầm tú thành lần nữa. Hôm nay, kim hiền cũng ra vẻ nói với mấy trưởng lão gã đến đón đệ đệ gã về nhà ai mà nghĩ đến gia chủ mới nhậm chức của kim gia bên ngoài đạo mạo lại là kẻ chủ mưu hại chết kim minh cơ chứ không ai nhịn được nỗi căm giận này kim hiền vẫn đứng đó sắc mặt dữ tợn mắt đầy oán độc cắn răng nói ta không có gì phải giải thích ta làm như vậy chỉ vì kim gia mà thôi kim hiền còn chưa nói hết một trưởng lão kim gia không nhịn được nữa cầm kiếm đâm vào bụng của kim hiền thi hành gia pháp Trưởng lão này tức giận hô. Gia Pháp, một trưởng lão khác cũng đâm một kiếm lên người Kim Hiền. Gia Pháp, lại một trưởng lão Kim Gia ra tay. Tám trưởng lão của Kim Gia mỗi người đều đâm một kiếm nhưng Kim Hiền còn chưa chết. Đây chính là gia pháp của Kim Gia, huynh đệ tương tàn sẽ phải chịu vạn kiếm xuyên thân mà chết. Máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng Kim Hiền, gã thống khổ, gào thét. Các ngươi, các ngươi dám giết hại gia chủ, các ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Kim Hiền đang nói, một ánh đao lóe lên, đầu Kim Hiền bay lên cao, máu phụt ra. Người xuất thủ là Phương Lan. Ta lấy thân phận là quá phụ của Kim Minh, báo thủ thay Kim Minh. Phương Lan chém xong, vừa khóc vừa nói. Một đám trưởng lão Kim gia vốn đang bất mãn, định nói gì đó, giờ lại câm nín. Người ta vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ, lại nguyện ý lấy thân phận quá phụ, một kiếm chém đầu Kim Hiền, báo thủ cho Kim Minh. Như vậy sao coi là vượt quyền quá phận được, điều này quá bình thường đây là lần đầu tiên phương lan trực tiếp giết người sau khi chém đầu kim hiền tay cầm kiếm của nàng hơi run nàng cho rằng nàng sẽ khóc sẽ sợ nhưng lại không trong lòng nàng chỉ cảm thấy sảng khoái vì được báo thù đồng thời sâu trong nội tâm có cái gì đó bị phá đổ nàng thậm chí còn nghe được âm thanh khi sụp đổ của nó phương lan hơi nhắm mắt nàng biết cuộc sống của nàng sẽ không còn như trước nữa một kiếm này đã hoàn toàn đưa cuộc đời của nàng sang một trang khác hẳn so với trước nhưng nàng không hối hận đây là con đường mà nàng lựa chọn sở thanh mặc đứng cạnh yên lặng nhìn phương lan vì nàng mà đau lòng nhưng hắn biết cửa ải này phải do tự nàng vượt qua qua cửa ải này sẽ thấy trời cao biển rộng sau đó sở thanh mặc mang phương lan đi cùng đám người lục thiên duyệt trở về lục gia còn kim gia kim hiền đã chết kim gia sẽ tự chọn gia chủ mới lên thay lời kim hiền hò hét trước khi chết cũng hẳn không sai đúng là sở thanh mặc muốn hợp nhất các lực lượng trong cầm tú thành nhưng không xấu xa như kim hiền nói ít nhất sở thanh mặc sẽ thay đổi cầm tú thành bồi dưỡng con cháu ưu tú trong các gia tộc cho bọn họ phần truyền thừa mà bọn họ không dám nghĩ đến trong quá khứ có cơ hội khám phá tiến đến thế giới cao hơn kim hiền vừa nói như vậy nếu giờ sở thanh mặc muốn làm gì sẽ dễ gây hiểu nhầm nên sở thanh mặc quyết định tạm các chuyện này lại nhưng sở thanh mặc không ngờ vừa về lục gia người của kim gia hồng gia và gia chủ của các gia tộc nhỏ trong cầm tú thành đều đến lục gia bái kiến lục thiên minh lục thiên duyệt mỉm cười nhìn sở thanh mặc người tới quy hàng kia Ồ, Sở Thanh Mặc nhướng lông mày, nhìn Lục Thiên Duyệt, Lục Thiên Duyệt nói: Mấy lời của Kim Hiền khiến bọn họ thấy khẩn trương, bọn họ sợ ngươi bỏ đi, từ nay về sau bỏ mặc Cầm Tú Thành. Ngươi nghĩ thế nào? Sở Thanh Mặc hỏi, Lục Thiên Duyệt nói: Thiên Minh ca ca là người một nhà mà, sao lại đi chứ? Lục Thiên Duyệt nói, nhìn Sở Thanh Mặc, ánh mắt có ẩn ý khác. Ta nói đúng không? Thiên Minh ca ca Lục Thiên Duyệt nói vậy nhưng trong lòng không khỏi cười khổ, nhưng nàng cũng hơi mong đợi câu trả lời của Sở Thanh Mặc. Toàn bộ Cẩm Tú Thành, chỉ có nàng hiểu rõ, người trước mắt không thuộc về nơi này, nếu hắn muốn rời khỏi cơ bản cũng chẳng có gì trói buộc. Sở Thanh Mặc cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ không rời khỏi đây đâu. Tốt quá! Lục Thiên Kỳ hưng phấn quơ quơ tay, đắc ý nhìn tỉ tỉ mình. Tỷ thấy ta nói đúng chưa? Khuôn mặt có chút lạnh nhạt của Lục Thiên Duyệt hơi hơi mỉm cười, nàng khẽ ừ, Sở Thanh Mặc đi ra gặp đám người đến, mấy người Kim gia hơi xấu hổ, muốn giải thích một chút về việc đầu nhập linh vận môn nhưng không có cơ hội. Mặc dù Kim gia là một trong tam đại gia tộc của Cẩm Tú Thành nhưng vị trí của đại diện Kim gia hiện tại chẳng đáng vào đâu, chỉ có thể để cơ hội cho các tiểu gia tộc mà thôi. Đại diện Kim gia càng oán giận Kim Hiền hơn, đúng là đồ óc lợn, chưa biết gì đã đưa ra lựa chọn, khiến mình bị lộ tẩy. Kiểu tâm lý dân cờ bạc như thế thật sự không thích hợp để trở thành gia chủ một gia tộc. Sở Thanh Mặc cũng không nhiệt tình lắm với đám người Kim gia người duy nhất đáng giá hắn quan tâm đã chết. Hiện tại, ngoại trừ Kim Thiết Cương còn khiến Sở Thanh Mặc coi trọng một chút, mấy người kia chỉ như một đám cây cỏ trong mắt Sở Thanh Mặc mà thôi, hắn không khinh bỉ nhưng cũng chẳng buồn lướt mắt quan tâm. Trường lão đại biểu Kim gia thấy rất xấu hổ, chỉ có thể ngồi im, chờ mắt nhìn ra chủ mấy gia tộc chung, nhỏ đang nịnh nọt lục thiên minh, trong lòng lão bất đắc dĩ, lại hơi ai oán, đúng là một đám không có lòng tự trọng. Sau khi mấy gia tộc hết khen lại nịnh, trưởng lão của Hồng Gia cũng nói ra ý định của buổi gặp hôm nay. Lục công tử, ngài ngàn vạn lần không cần để lời của Kim Hiền ở trong lòng. Chúng ta đều hiểu, không có ngài cầm tú thành không biết sẽ như thế nào nữa. Dù là tam đại gia tộc hay gia tộc vừa nhỏ gì, cũng có khi đã bị diệt rồi. Dù còn, cũng chỉ khúng núm làm chó săn cho linh vận môn mà thôi. Trưởng lão của Hồng Gia cũng không buồn né tránh, khi nói chuyện còn lướt qua nhìn trưởng lão Kim Gia đang đỏ mặt ngồi im. Trưởng lão Kim Gia nhíu mày, nhưng cũng không phản bác. Người ta nói thật, lão cũng chẳng cãi lại được. Trưởng lão Hồng Gia nói xong, ôm quyền với sở thanh mặc. Lục công tử là người cao thượng, có thực lực, dám cứng rắn chống đối với linh vận môn, lại có thể bình an trở về, đúng là việc đáng mừng. Hiện giờ, lục công tử chính là thần hộ mệnh của cầm tú thành chúng ta. Bởi vậy, lão nhân bất tài, đại biểu toàn bộ các gia tộc hôm nay tới đây, cả gan muốn mời lục công tử đảm nhiệm chức thành chủ của cầm tú thành. Đúng vậy, chúng ta hy vọng sau này lục công tử có thể ở lại cầm tú thành, làm thành chủ của chúng ta, chúng ta nguyện ý mỗi năm để ra một phần mười lợi nhuận của gia tộc cho vào kho hàng của thành chủ kính xin lục công tử không cần cự tuyệt chúng ta đã nhị đủ rồi không muốn sống cuộc sống lo sợ hãi hùng mỗi ngày nữa mời lục công tử đảm nhiệm vị trí thành chủ mời lục công tử đảm nhiệm chức thành chủ mười mấy người này đều không phải người vô danh trong cầm tú thành dù chỉ là một gia tộc nhỏ nhưng cũng có thế lực của riêng mình hiện giờ mọi người cùng tề tụ ở đây mời sở thanh mạc giữ chức thành chủ từ xưa đến nay ở linh giới chưa bao giờ có trường hợp như vậy trưởng lão kim gia biết nếu lúc này còn không bày tỏ thái độ thì sau này kim gia sống không dễ dàng đâu trước lúc lão đến các trưởng lão khác cũng đã trao quyền để lã o tùy cơ ứng biến trưởng lão kim gia ho nhẹ một tiếng đang định nói chuyện trưởng lão của hồng gia ngồi bên lại khẽ cười nhìn lão nói lúc trước nghe nói kim gia đầu nhập linh vận môn mà nhỉ tại thời điểm mấu chốt như thế này chỉ một câu nói sai lầm cũng có thể khiến lục công tử phản cảm chán ghét kim gia trưởng lão kim gia cũng biết những người có mặt ở đây đều không phải người ngu lục công tử có thể đàng hoàng mạnh mẽ trở về chứng tỏ linh vận môn tám chín phần mười là xong rồi không nói đến cái khác cứ nhìn hai lão nhân bên cạnh lục công tử hai người đó đối với lục công tử cực kỳ cung kính bọn họ chưa bao giờ gặp người có hơi thở như hai người này có thể khẳng định hai người này ở cảnh giới nguyên anh thậm chí không phải nguyên anh bình thường mà ở đỉnh cấp rồi cường nhân như vậy lại rất lễ độ với lục công tử điều này chứng minh thân phận của lục công tử rất khó lường khi lục thiên minh còn chưa có hai cường nhân kia bên cạnh đã oai phong một cõi ngạo nghệ bốn phương nếu giờ mà bọn họ không nhanh tạo quan hệ chẳng lẽ chờ người ta đi qua rồi mới chụp hay sao sẽ không ai chân chính để ý mấy cái lời của kim hiền nói lúc trước gì mà mơ ước tam đại gia tộc mơ ước cẩm tú thành đừng có đùa một người mang theo hai người hầu ở nguyên anh lại đi mơ ước sản nghiệp của cẩm tú thành hay sao lục thiên minh khẳng định là người có lai lịch động trời đến trường môn của linh vận môn phong giang hải ở nguyên anh đỉnh cao cũng làm gì có hai người hầu là lão làng lại ở cảnh dưới nguyên anh đâu vẫn là câu nói kia có thể trở thành người nắm giữ thế lực một phương đều không phải người ngu họ khôn khéo hơn bất kỳ ai mấy chuyện kia không cần nói rõ nhưng ai cũng hiểu sở thanh mặc hoàn toàn không nghĩ đến mang theo tiếu vạn quân và lý phương trung lại có thể khiến hình tượng của mình trở nên thần bí hơn trong mắt đám người kia trưởng lão kim gia dĩ nhiên không đần mặc dù rất tức khi nghe trưởng lão hồng gia chỉ trích nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt lão chỉ hơi kinh ngạc nhìn trưởng lão hồng gia sau đó ra vẻ hơi giận nói. Hồng trường lão nghe đồn ở đâu thế, chỉ là lời đồn tầm bậy tầm bạ mà thôi, nếu để ta bắt được người bịa đặt tung tin, ta sẽ không bỏ qua đâu. Trường lão hồng ra hừ một tiếng, cũng không phản bác gì thêm, nói nữa sẽ khiến người khác phản cảm. Trường lão kim gia cũng không dây dưa vấn đề này nữa, lão ôm quyền thi lễ với sở thanh mặc. Thật xin lỗi, lục công tử, hội trưởng lão kim gia đúng là có mắt không tròng, không nhận ra kim hiền là một tên lòng lang dạ sói không thể tin được gã lại dám âm thầm cấu kết với người của linh vận môn hại chết kim minh từ trên xuống dưới kim gia đều phẫn nộ và tức nuối đồng thời hội trưởng lão kim gia cũng quyết định mời phương lan tiểu thư làm gia chủ mới của kim gia toàn bộ mọi người không nhịn được hít một ngụ khí lạnh khiếp sợ không dám tin nhìn trưởng lão của kim gia không biết trưởng lão này có điên hay không dù muốn định bợ lục thiên minh cũng không cần thể hiện thái quá thế chứ lại đi đem một gia tộc bậc nhất như kim gia giao vào tay một ngoại nhân đúng là não tàn mới ra quyết định như vậy Lục Thiên Duyệt cũng ngẩn ra, thâm sâu nhìn trưởng lão Kim gia một cái, trong lòng không khỏi khen một tiếng, cao minh, trương định bợ này đúng là xuất thần nhập hóa. Phương Lan là đồ đệ của Sở Thanh Mặc, dĩ nhiên là người thân của hắn, mà Phương Lan từng công khai tỏ thái độ, nói mình là quá phụ của Kim Minh. Theo lễ pháp, Phương Lan chính là người của Kim gia, hơn nữa, vẫn thuộc hệ mạch con vợ cả huyết thống thuần khiết của Kim gia, không ai có thể phủ nhận điều này. Đương nhiên, nếu Phương Lan không phải đồ đệ của Sở Thanh Mặc, Kim gia có khi còn chẳng thừa nhận thân phận quá phụ của nàng. Đùa sao, dựa vào cái gì mà một cô nương ở chấn nhỏ lại muốn trở thành thiếu phu nhân của Kim gia chứ? Với tình hình hiện tại lại khác, Kim gia dùng chiêu này quả thực cao minh. Dù gì cũng phải đưa, chỉ bằng đưa lễ thật lớn, cái giá một phần mười lợi nhuận của mấy gia tộc kia so với chuyện này thì chẳng thấm vào đâu. Thực tế, một phần mười lợi nhuận của gia tộc mỗi năm đã là một con số lớn, biểu đạt thành ý ở mức cao nhất của các gia tộc. Dù sao, mỗi gia tộc đều phải nuôi sống nhiều tộc nhân đừng nói xuất ra một phần mười, chỉ một phần trăm hay một phần ngàn cũng khiến bọn họ thấy đau như bị dao cắt. Nhưng không ngờ Kim Gia lại trực tiếp giao vị trí gia chủ cho một người ngoài. Tuy bọn họ có vô số biện pháp tức quyền lực gia chủ, khiến gia chủ biến thành một con rối, nhưng Phương Lan là đồ đệ của Lục Thiên Minh, bọn họ dám làm thế chắc. Như vậy, chỉ cần Lục Thiên Minh gật đầu, toàn bộ Kim Gia sẽ nằm trong tầm tay của hắn. Phương Lan đứng bên, hơi lo lắng cho sở thanh mặc, đứng trên quan điểm của sư phụ, nàng hy vọng sư phụ mình đồng ý là một cô nương xuất thân từ trấn nhỏ, từng trải qua muôn vàn khó khăn để có được một phần tài liệu trúc cơ, Phương Lan càng hiểu được tầm quan trọng của tài nguyên hơn người bình thường. Sở Thanh mặc cười cười, nhìn trưởng lão Kim Gia nói. Người nói đùa sao? Phương Lan chẳng có quan hệ gì với Kim Gia, dựa ở đâu mà làm gia chủ của Kim Gia chứ? Các ngươi cũng không phải lo, đầu sò hại chết Kim Minh là Kim Hiền, gã đã đền tội, hơn nữa đây cũng là chuyện riêng của Kim Gia. Về phần các ngươi cúi đầu trước linh vận môn, ta cũng không truy cứu, vì ta tin, đó không hẳn là chủ ý của các ngươi các ngươi không phải suy nghĩ gì nữa nếu muốn hãy hành động như các gia tộc kia là được trưởng lão kim gia nghe xong vừa cảm động lại hơi thất vọng lão không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt thật sự không động tâm trước sản nghiệp to lớn của kim gia lão đứng dậy thi lễ với sở thanh mặc nói kim gia nguyện tôn lục công tử làm thành chủ của cẩm tú thành chỉ sau mấy ngày một tòa phủ thành chủ đột ngột mọc lên ở giữa cẩm tú thành sở thanh mặc trực tiếp thành người đầu tiên đảm nhiệm chức thành chủ ở đây trong phủ thành chủ có một tòa tháp 9 tầng, sở thanh mặc để hỏa long chén trong đó. Hỏa long có thể hỗ trợ che chở an nguy cho toàn bộ cầm tú thành. Có hỏa long chấn giữ, sở thanh mặc rất yên tâm. Dù phân thân của huyết ma lão tổ ở linh giới gói đích thân đến đây thì cũng phải chịu thất bại trở về. Sở thanh mặc còn đưa cho tiếu vạn quân và Lý Phương Trung một ít đan dược, để bọn họ dưỡng thương, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao năm đó, đồng thời trở thành trụ của cường đại cho cầm tú thành. Sau khi làm xong mọi chuyện, sở thanh mặc xuất phát đi tìm đám người rượu nhất nương. Mặc dù sở thanh mặc tin với năng lực của các nàng vẫn có thể sinh tồn được ở linh giới, nhưng sống được không đồng nghĩa với sống tốt. Dù trên người các nàng có tài nguyên tu luyện, có tài liệu trúc cơ, lại trả đất nhân quả liên quan đến mình, nhưng vẫn không an toàn.